thấy trâu khóc, không nỡ giết, nào ngờ nhận được ơn báo đáp to lớn của nó. Phật gia thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa phù đồ. Mỗi sinh mệnh trên đời đều rất đáng quý, không chỉ con người mà cho dù là động vật cũng thế, chúng đều mong được sống, được tồn tại. Trong nhà của Dương Đại Vĩ có nuôi một con trâu. Nó đã sống 7-8 năm nay, càng ngày càng già yếu. Khoảng gần nửa năm trước, cha của Dương Đại Vĩ có nói rằng đối với Dương gia, con trâu này có công lao rất lớn. Vì vậy, sau này dù có già yếu, không thể kéo cày được nữa thì cũng phải tiếp tục nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó thật tốt, cho nó ăn những loại thức ăn tốt nhất có thể. Nhưng chưa tới nửa năm, Dương lão cha mắc bệnh nặng rồi qua đời. Dương Đại Vĩ vì tổ chức tang sự cho cha nên đã mượn tiền rất nhiều người ở trong thôn. Thấy thời gian ước định trả tiền cho người ta sắp đến rồi mà trong nhà lại không có tiền. Dương Đại Vĩ rất lo lắng, suy nghĩ đau cả đầu nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào cho tốt cả. Lúc này, vợ anh ta mới đưa ra ý kiến là đem con trâu già kia giết thịt đi bán lấy tiền trả nợ. Nghe vợ nói thế, Dương Đại Vĩ có chút do dự nói. Không phải là cha đã nói con trâu này có công lao rất lớn với nhà chúng ta, cần chúng ta chăm sóc nó thật tốt rồi sao? Cha qua đời chưa tới nửa năm mà bà đã xúi tôi giết thịt con trâu kia là sao? Vợ của Dương Đại Vĩ chỉ vào đầu chồng rồi nói, chồng ngốc à, cha nói vậy là đúng rồi, nhưng đó là trước kia. Hoàn cảnh nhà chúng ta bây giờ không còn như trước, vì làm tang sự cho cha nên mắc nợ người ta không ít tiền. Nếu tiếp tục kéo dài không trả thì thanh danh nhà mình sẽ bị mang tiếng không tốt. Ông cũng biết khi cha còn sống, coi trọng nhất là thanh danh. Nếu ông dám làm bẩn thanh danh mà cha đã gìn giữ thì xem như nhắm mắt ông có mặt mũi nào đi gặp cha nữa hay không? Dương Đại Vĩ nghe vợ nói vậy, nghĩ cũng có đạo lý. Suy đi nghĩ lại hồi lâu mới gật đầu đồng ý với vợ. Vì chủ ý đã quyết nên hai vợ chồng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc làm thịt trâu. Con trâu này đã già, không còn khỏe như trước kia, nhưng cũng không thể coi thường. Sợ xảy ra sự cố nên Dương Đại Vĩ mời một người đồ tể chuyên làm thịt trâu bò trong thôn đến giúp với tiền thù lao là 20 cân thịt. Hai người dắt trâu ra khỏi chuồng rồi dùng dây thừng trói chặt 4 chân lại, khiến con trâu không đứng vững được nữa mà chậm chậm ngã xuống nằm trên đất. Dây thừng càng lúc càng siết chặt làm cho con trâu không thể vùng vẫy được nữa. Dương Đại Vĩ đứng chắp tay trước con trâu, rồi cúi đầu vái nó một cái, trong lòng thầm nói, xin lỗi, ta không còn biện pháp nào nữa nên mới giết ngươi, hy vọng ngươi không oán trách ta. Nói xong, ý bảo người đồ tể bắt đầu xuống tay làm thịt. Ngay lúc đó, con trâu trống lên một tiếng thê lương, rồi theo đó xuất hiện một dòng nước mắt tuôn trào, như là đang cầu xin mọi người đừng giết nó. Người đồ tể thấy vậy liền do dự, nghĩ rồi vứt đao xuống đất nói, Đại Vĩ, trâu chảy nước mắt thì không thể giết nó, quả thật là không nên giết. Dương Đại Vĩ không thể tưởng tượng được, con trâu cũng giống như con người, cũng rơi nước mắt khóc thương. Nhìn dáng vẻ bi thương của nó, Dương Đại Vĩ cũng không đành lòng, cầm lấy đao của đồ tể nằm trên đất, rồi tiến đến bên con trâu. Con trâu tưởng rằng Dương Đại Vĩ quyết tâm giết mình, nên nhắm mắt lại, làm ra vẻ sẵn sàng chờ chết. Nào ngờ, Dương Đại Vĩ lấy đao cắt đứt từng sợi dây thừng trói trên chân của nó rồi nói, nếu không nhìn thấy dòng nước mắt của ngươi, có lẽ chúng ta đã làm ra cái việc sai trái rồi. Từ nay về sau,
ta sẽ không bao giờ có cái ý nghĩ sai trái này nữa. Ta sẽ nghe theo lời của cha dặn, nuôi dưỡng ngươi thật tốt. Nói rồi, dắt trâu trở về chuồng, lấy một bó cỏ tươi tốt cho nó ăn. Sau khi người vợ biết việc này, cũng sợ hãi không thôi. Đây là lần đầu tiên cô nghe việc trâu chảy nước mắt. Cô nói với chồng rằng, cũng may là ông chưa giết nó, bằng không chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn. Dù thiếu tiền người khác thì cũng không thể nghĩ đến việc giết con trâu này nữa. Ngày mai tôi sẽ về bên nhà mẹ mượn tiền, trước đem tiền trả cho người ta, rồi sau nghĩ biện pháp khác. Sáng hôm sau, người vợ về nhà người mẹ mượn tiền. Dương Đại Vĩ rảnh rỗi không có việc gì làm nên dắt trâu ra cho đi ăn cỏ. Nào ngờ, vừa mới ra khỏi cổng, đột nhiên con trâu phóng như điên, chạy một đoạn thật xa, nó mới dừng lại. Lúc Dương Đại Vĩ tìm thấy nó, thì thấy nó đang đứng liếm một khối đá nằm trên đất. Dương Đại Vĩ cười nói với nó, người thật là cỏ không ăn, lại đi liếm cục đá làm gì? Con trâu trống lên một tiếng, lấy đầu lưỡi lật qua lật lại cục đá liếm vài lần. Dương Đại Vĩ lấy làm lạ, đưa tay thử sờ cục đá. Nhưng đây đâu phải là cục đá, mà rõ ràng giống miếng thịt thì đúng hơn. Nhìn lại thì lại giống như một loại nấm mềm. Dương Đại Vĩ kinh ngạc. Cái vật này không biết là như thế nào mà sinh trưởng được. Nếu nói nó là thực vật, nhưng nó lại tùy ý di động. Nếu nói nó là động vật, nhưng lại nhìn không thấy có chút đặc trưng nào của động vật cả. Dương Đại Vĩ gặp được vật kỳ quái, liền cột trâu lại cho nó ăn ở cỏ ruộng, mang vật kỳ quái trở về tìm hỏi những người già trong thôn. Trong thôn có một vị tiên sinh dạy học, đã từng đọc qua rất nhiều sách. Dương Đại Vĩ thường hay gọi ông là Trần Đại Bá. Trần Đại Bá cẩn thận nhìn, rồi dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi hương vị, rồi vui mừng nói. Đây là nấm linh chi thái tuế, là nấm linh chi thái tuế đó. Trần Đại Bá nhìn thấy dáng vẻ ngây người của Dương Đại Vĩ thì lên tiếng giải thích. Thái tuế chính là loại nấm có tên gọi nhục linh chi. Có truyền thuyết nói rằng đây là loại thuốc trường sinh bất lão mà Tần Thủy Hoàng từng tận lực tìm kiếm. Trong cuốn Thảo Mộc Cương Mục của Lý Thời Trân cũng có ghi chép, xem nó là bản kinh thượng phẩm. Những người sống ở thành thị xem nó như trân bảo. Dương Đại Vĩ, anh nhặt được khối này xem như là một bước phát tài rồi. Dương Đại Vĩ nửa tin nửa ngờ, mời Trần Đại Bá cùng đi vào thành phố một chuyến xem có thể bán được nó đi không. Khéo trùng hợp, hai người bọn họ vừa mới đem nhục linh chi xuất ra, thì có một ông lão mặc bộ quần áo kiểu trung sơn xuất hiện. Vừa nhìn thấy cây nấm, hai mắt ông lão không rời đi được. Cẩn thận dò hỏi lai lịch cây nấm xong, ông lão lập tức báo cho người nhà bảo họ mang tiền đến để mua cho được cây nhục linh chi này. Khi đem lên cân, cây nấm nặng hơn 10 cân. Hơn nữa, số tuổi không nhỏ, cho nên ông lão trả cho Dương Đại Vĩ 20 vạn đồng, rồi vui vẻ mang cây nhục linh chi đi. Trong nháy mắt, kiếm được 20 vạn đồng tiền, Dương Đại Vĩ mừng rỡ không nói nên lời. Có khoản tiền này thì không chỉ có thể trả hết nợ nần mà còn có thể mở rộng căn nhà đang ở, mà tất cả đều là nhờ vào công lao của con trâu già kia. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của vợ mình khi mang tiền về đặt trước mặt cô ấy thì Dương Đại Vĩ nhịn không được bật cười ra tiếng. Thật sự là người tốt, tất sẽ có phúc báo. Bỏ qua một mạng của con trâu già lại có thể gặp được phú quý vô cùng. Đức Phật dạy, con người trải qua quá trình nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai.
Đức Phật đã tóm tắt trong một bài kệ của Kinh Pháp Cú là: rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Cho nên, khi ta làm việc thiện, sống hiền mà chưa được hạnh phúc, nghĩa là ta đang trả nợ nhân quả của quá khứ chưa hết. Nhận thức được điều ấy, cần phải nỗ lực, cần tu hơn nữa, cần phải quán chiếu để thấy rằng mình phước mỏng mà nghiệp dày. Càng phải vững mạnh mà tu tập, chứ không phải thối tâm bồ đề, bỏ bê tu tập. Nếu làm như vậy là chúng ta tự hại mình, bởi trong khi nợ cũ trả chưa xong thì nợ mới lại chồng chất nữa rồi. Mỗi việc tốt chúng ta làm đều là những nhân lành, nhân tốt. Nhưng để có được kết quả tốt thì chúng ta phải kiên trì. Nhân tốt mà chúng ta không vun trồng, hoặc là chúng ta trồng mà chúng ta không kiên trì trong việc bảo vệ thành quả tinh tấn, thì làm sao chúng ta có một cái kết quả tốt được? Xưa có câu: sở dĩ bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất phong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng thượng thọ là chỗ này. Trải qua trăm nghìn kiếp, tất cả những cái nhân quả mình đã gieo trồng là nó không mất. Khi nào đủ nhân duyên thì mình sẽ thọ, cho dù nó là quả thiện hay quả ác. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng: ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép, anh ta sụp lạy lia lịa, xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than vang quỳ lại dị nhân, cố sức nảy nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được, dị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng: thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được, là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật ngươi lập tức. Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết. Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng phu rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt. Thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng: ta là thần linh, phải cắt việc lập tức. Để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện. Xong cả, đem vàng bạc lại đây. Đủ hết rồi đó, phá rừng này dựng lên một đô thị. Đã hoàn thành. Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm: biết cắt việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Cắt việc cho mau, không thì ta nuốt sống. Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. Chuyện chi vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi, ta chỉ cho một cách. Con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, giao cho thần uống thẳng, mau đi. Hắn lật đật chặt đuôi chó, trao điện cho thần. Kéo ra ngay. Thần lãnh lấy đuôi chó,
rắn vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần Lễ vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: "Bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua." Cuộc đời khác nào chi, cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uốn cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra, nó lại xoắn lại. Trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Câu chuyện thử lòng. Vui thay sáng lạng cả trời, hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi. Đại từ Đức Phật ra đời, đem thuyền Bát Nhã độ người trầm luân. Thiều quang chói lọi cõi trần, hỡi ai có biết hồng ân gần kề. Ca di ánh sáng đã về. Tiếng hát trong thanh ấy gần như ở tận cõi trời xa đưa lại, bay lạc trong gió, thoảng lanh lảnh dội từ rừng này sang rừng khác, từ non cao đến động thẳm, từ biển cả đến đồng bằng, chẳng chỗ nào mà không nghe đến nhạc điệu thần tiên ấy. Từng đàn bướm cánh vàng, xanh đỏ tím, bay liệng nhẫn nhơ, rập rờn trên cành hoa thắm, từng đàn chim non ríu rít ở trên cành cây, từng đàn sóc xinh đẹp ranh mảnh, rượt bắt nhau lẹ làng trên cổ thụ, cả thảy đều truyền nhau cái tin mừng qua kẽ lá. Những điệu nhạc du dương, những âm thanh đều đặn như diều dặt ở mấy tầng không, phang động những làn sóng điện của bể trần. Chúng sanh ơi, đấng giải thoát đã đến rồi. Đi, ta hãy đi cùng về phía nam, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để chờ ngài giác ngộ. Tạo vật tưng bừng vừa mới tái sinh, trên trời sương mù đã tan hẳn, phần thái dương ẩn hiện sau đám mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Lòng người như cảm thấy một điềm lành, một ánh sáng thiêng liêng để phá tan bóng tối của cõi đời. Những cánh hoa sắp héo bỗng chuyển sang màu xanh biếc, nhưng cái ảnh hưởng huyền diệu nhất của ánh sáng này là nó biến đổi lòng người trong nháy mắt. Con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Kẻ sát nhân bỗng ghê rợn bàn tay đẫm máu của mình, bèn ăn năn hối tiếc. Chị bán hàng đang cân thiếu, bỗng giật mình không dám gian lận nữa. Người đau yếu mỉm cười trên giường bệnh, cách hẳn tiếng rên than và nghe lòng mình ấm dịu, reo nhảy một nguồn vui. Kẻ sắp lìa trần không còn sợ hãi mà được an tĩnh và đầy hy vọng. Người giàu sang vương giả không còn thiết tha cảnh vào ra đài cát, đâm ra chán nản mùi phú quý hồng trần, muốn tìm đường thiêng liêng giải thoát để độ rỗi linh hồn. Ngày hôm ấy, khi phận ô vừa gác non đài, bóng hoàng hôn hiện giữa rừng sâu rung động chập chờn trong làn gió lạnh. Rải rác ở cánh đồng cỏ lục, vài ba chú nông phu với cặp bò vàng đi về phía chân đồi xanh biếc. Giữa cánh rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng những tiếng chim rủ nhau về tổ. Trên núi tuyết, gió lạnh từ xa thổi đến, ngào ngạt hương thơm của trăm thứ hoa rừng, xen lẫn mùi ngọt dịu của trái chín mùi. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già, trầm tư mặc tưởng, chân xếp bằng, tay để trên gối, đầu ngay thẳng. Ngài ngồi tham thiền yên lặng như pho tượng đá. Trong cõi âm u tĩnh mịch, hào quang Đức Phật tỏa sáng, rực rỡ cõi trời và ân huệ của Ngài cũng ban ra khắp chúng. Thỉnh thoảng, vài con sóc vàng nhảy lên vai Ngài. Vài con bạch điểu xinh tươi nghiêng đầu vào cánh tay Ngài như mong chờ mơn trớn. Cái không khí thiêng liêng tràn đầy bác ái khiến cho kẻ nào thiếu đức tin đi ngang qua đó cũng phải cúi đầu quỳ gối kính phục. Như những thú rừng hung dữ kia mà khi đến gần Ngài cũng hóa ra hiền lành và kính sợ. Nhưng kìa, con nai cái đang nằm ốm con dưới áo Ngài lại ngước mõm lên ngửi trên không một cách lạ thường, dường như có linh tính đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Một tiếng động rập rền ở tận phương xa đưa lại.
Rồi kế tiếp, tiếng nện gót giày một cách vội vàng trên mặt đất rêu xanh, làm xào xạc cây cỏ, phá tan sự tĩnh mịch của cảnh rừng im lặng. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc xinh sang diễm lệ, đeo ngọc ngà châu báu khắp mình, xăm xăm đi lại chỗ Đức Phật. Trước vẻ uy nghiêm, an tịnh và hiền lành của Đức Phật, chàng bỗng khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống chân ngài một hồi lâu. Khi đứng dậy, hết sức cung kính, trong khi đó, Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng trong cặp mắt ngài cũng nảy ra một tia sáng dịu dàng, chứa chan vẻ từ bi bác ái. Chàng thiếu niên ấy nói, Bạch Đức Thế Tôn, con xin kính lạy ngài. Con ở tận xứ xa, từ nước Cam Sa Ba trải qua ngàn dặm xuyên sơn mới tới đây. Con là Đông Cung Thái tử Đê Dê Ta, đến xin ngài một chút an lành. Đức Thế Tôn ơi, từ khi con nghe đặng thanh danh ngài, con không còn an nghỉ đặng nữa. Cung điện nhà vua, kho vàng lẫm bạc, hoàng thân quốc thích, cho đến mỹ nữ cung phi, nhan sắc tuyệt trần, cũng không làm con phi dạ. Cả bả đỉnh chung mùi phú quý, hết làm cho con say đắm nữa. Con muốn tìm cái gì cao thượng hơn, trường cửu hơn và thiêng liêng hơn. Lạy Đức Thế Tôn, con xin ngài chỉ giáo cho con và thâu nhận con làm đệ tử. Ơn đức ấy, ngàn năm con nguyện khắc cốt ghi tâm. Đức Phật vẫn điềm nhiên trầm tĩnh, không thốt một lời nào. Ngài nhìn Thái tử một cách dịu dàng, hiền lành và thương xót. Thái tử nói tiếp, Đức Thế Tôn ơi, xin ngài huệ cố chỉ dạy cho con rõ, xin ngài hỷ xả cho con biết con có xứng đáng cái đặc ân này chăng? Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con còn bé, con đã giữ mình tinh khiết, con tập làm lành lánh dữ, thuận với luật trời. Con giữ vẹn càng thường đạo lý, sớm công phu, chiều bái sám, hằng xem kinh sách trong mình. Những hành vi của con như thế, ngài cũng đã rõ lắm rồi. Vậy ngài cho con biết, con có đủ tư cách làm người đệ tử chăng? Đức Phật chỉ đáp vỏn vẹn rằng, không. Thái tử Đê Dê Ta làm thất vọng, buồn rầu bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, vậy con phải làm sao mới đặng? Con cúi xin ngài phán cho con rõ, con nguyện sẽ đem tất cả bình sanh chí lực tuân theo, hầu được ngài hạ cố, thâu con làm đệ tử. Con tự tìm thấy, rồi con sẽ rõ. Ôi, con biết tìm cái gì bây giờ? Hoàng tử nói với giọng đau thương, trung cảm vô ngần. Nhưng Đức Phật vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lặng lẽ. Hoàng tử mới tiếp rằng, Bạch Đức Thế Tôn cao cả, vậy thì để con tự tìm lấy, có lẽ ngài muốn thử lòng con. Đức Phật nói, phải. Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ ngài cho phép con trở lại hầu ngài nữa? Bảy trăng sau mùa mưa này. Thái tử Đê Dê Ta lặng lẽ mọp xuống một lần nữa, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, chậm rãi ra đi. Đoàn quân hộ tống khuất dạng trong đêm khuya, thanh khí nhẹ nhàng trở lại dần tứ phía. Mảnh trăng rằm treo lơ lửng trên những chóp núi cao đầy tuyết phủ, dòng ánh sáng trăng màu sữa chảy lai láng trên không gian tĩnh mịch. Muôn sao nhấp nhánh, kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Rừng đêm khuya lặng lẽ như tờ. Dưới cội bồ đề, Đức Phật cứ mãi tham thiền, đưa tâm linh lên tận cõi niết bàn cực lạc. Con nai cái hiền lành, tựa đầu lên gối ngài, liêm diêm đôi mắt. Bảy trăng vừa qua, ngày kỳ hạn đã đến. Cũng dưới cội bồ đề, cũng tại mé rừng hoang ấy, Đức Phật đang đợi chờ. Mặt trời đã dần lặn, ẩn đau một vùng phía tây, rồi dần dần biến thành màu xám sậm. Từ phương đông, mây đen kịch nặng trĩu, đủ các hình thù kỳ quái kéo đến. Bỗng chớp nhoáng sấm sét vang động, gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây oằn oại, lá cuốn bụi bay. Cả thảy đều báo tin trận bão to sắp đến. Thú rừng xôn xao rạo rực tìm nơi ẩn trú. Chim từng đàn bay núp dưới cội bồ đề, kêu líu lo ríu rít ra dáng hải hùng. Một con beo cái chui vào chân Phật, điềm nhiên an tĩnh như không biết cảnh giông tố bên ngoài. Mưa bắt đầu tung xuống, nước chảy ào ào như lở núi lở non, gió thổi mạnh, kêu vi vút, xô ngã nhiều cây đại thụ, thật là đáng khiếp. Nhưng cảnh bão bùng sấm sét hiểm nguy như thế, không cưỡng chế được lực bên trong. Đúng giờ kỳ hẹn, Thái tử Đê Dê Ta đã quỳ dưới chân Phật,
rồi vì rét mướt, vì cảm động, Thái tử lẳng lặng dây lâu mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đếm từng ngày để cái buổi hạnh phúc hôm nay. Đối với lòng con mong mỏi, thấy thời gian qua rất chậm và hôm nay. Ôi, giờ phút thiêng liêng đã đến, sung sướng cho con biết dường nào. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con phân lệnh ngài về nước, con ráng dồi mài đạo đức, con giữ mình khiết bạch, chịu khổ hạnh nhiều bề, ăn không dám no, ngủ không dám ngủ kỹ, để kiềm thân sát thân. Con buộc mình thức khuya dậy sớm, tham thiền, sửa tánh để ăn năn sám hối. Vậy hôm nay, ngài có bằng lòng thâu con làm đệ tử chăng? Đức Phật trả lời: Không. Vừa nghe lời vắn tắt này, Đề Xê Ta rất đổi kinh hoàng, nghẹn ngào rưng rưng giọt lệ, vén áo lên chùi với bao nỗi thất vọng. Hoàng tử lặng lặng một hồi lâu mới lập cập bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, xin ngài mở lòng từ bi bác ái, thương xót con, cho con hiểu làm sao con không được ngài thâu làm đệ tử. Đức Thế Tôn ơi, xin ngài giải rõ cho con nhờ. Trong lúc ấy, con bèo cái ngẩng đầu lên ngó hoàng tử mà hầm hừ. Đức Phật đưa tay vuốt ve nó. Lúc bấy giờ, sấm sét đã dứt, mây tan mưa tạnh, cảnh Phật trở lại êm đềm như cũ, tựa hồ như để lắng nghe lời Phật dạy. Này hoàng tử cao quý ơi, những sự thử lòng mà ta mong chờ ở con chẳng phải thuộc bên ngoài mà chính về cõi tâm tình của con. Vậy ta chẳng biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu. Ta chẳng biểu con ly gia đình, cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh lạc thú của con đâu. Ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những gì bên ngoài trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Bởi kiếp xưa con vụng đường tu, gây ra nghiệp chướng nặng nề, kiếp này tự nhiên con phải trả. Nhưng khi con đứng trước sự thử lòng khó khăn kia, thì con không có đủ nghị lực để thắng nó. Con đã sa ngã một cách sỉ nhục, ương hèn mà con không hay. Vậy con hãy trở lại làm người đạo đời suông, chớ những cách hành thiện của con có đủ điều kiện để làm người đệ tử. Nghe dứt mấy lời Phật nói, hoàng tử Đề Xê Ta như sét đánh vào tai, vừa thảm đạm vừa hổ thẹn mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi chỉ cho con rõ con sa ngã ở chỗ nào. Nói ra càng thêm thẹn cho con, nhưng con muốn biết để ăn năn sửa mình. Đức Phật dạy: Được, con hãy lắng tai nghe. Điều thứ nhất, con phẫn nộ khi người ta vu cáo con. Này, hoàng tử cao quý ơi, con hãy nhớ lại một khi kia, tại triều đình của phụ vương con có người vu cáo con một chuyện để mưu đồ đoạt ngôi vị của con. Đó là một thử lòng đến cho con, đối phó cách nào cho xứng đáng là người đệ tử Phật. Mà rồi con không bình tĩnh, chờ đợi cái ánh sáng chân lý đến, chứng tỏ kẻ ngây người gian. Hoặc giả, con chịu ô nhục, chuốc lấy sự vu oan một cách nhẫn nại và từ tâm để trả lại cho rồi cái quả báo kiếp xưa mà con đã gây ra. Trái lại, con lại thối thoát, con nhất quyết minh oan cho bằng được và con còn phẫn nộ lôi đình nữa. Đó là sự sa ngã thứ nhất của con. Hoàng tử Đề Xê Ta xanh mặt đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con biết đó là nghiệp chướng tiền kiên thì ắt con đã vui lòng cam chịu sự nhục ấy rồi. Nhưng vì con còn vô minh, phải có bổn phận minh oan, trước cứu danh giá cho mình, sau cho hoàng tộc mình. Này hoàng tử, người thiện nhân ở đời bao giờ cũng có quyền phản kháng và minh oan cho mình khi bị vu cáo. Nhưng kẻ tu hành muốn bước chân vào đường đạo và muốn làm môn đồ nhà Phật thì phải làm thinh, cam chịu nỗi bất công xảy đến riêng mình. Bởi vì kẻ nào sống với tinh thần rồi thì những sự Phật bên ngoài như danh giá, giàu sang, thế lực không còn trọng đãi nữa. Chúng nó chỉ có giá trị tương đối với đời sống tạm mà thôi. Còn hãy tin chắc rằng trên đời này chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Ta sướng hay cực, ta được người thương hay bị người ghét, ta giàu sang hay hèn hạ, đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo. Bởi vì thiên hạ chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Người học đạo nên đợi một cách lãnh đạm cái mão vinh hoa hay ô nhục và luôn luôn bình tĩnh, tâm không xáo động, chẳng khinh bên nào mà chẳng trọng bên nào.
Khi con bước chân vào nền vương giả, tâm con cũng phải giữ mực quân bình như con đến chốn lều tranh vách đất. Con chớ vì ngoại cảnh mà khinh hay trọng. Hoàng tử Dejeta cúi đầu bái phục. Đức Phật dạy tiếp. Điều thứ hai, con sa ngã vì cái ích kỷ. Con ích kỷ trong tình thương. Con rất yêu mến một người bạn tên là Đa Sa, chẳng khác gì con. Tình thương ấy là do nhân duyên kiếp trước mà tạo thành. Rồi có một ngày kia, có một người làm mặt tên là Batika đến tại triều của phụ vương con, cậy Đa Sa làm một việc mà ý con không muốn. Và khi người xin kết nghĩa kim bằng với bạn con lại ghen tức. Đó là cơn giông tố đã xảy ra ở trong lòng con. Đáng lẽ con phải ôm lòng chịu lẻ loi và ráng nhổ tận gốc những cỏ xấu đang xâm chiếm lòng con. Đáng lẽ con phải thương Đa Sa chứ chẳng phải thương để chiếm lấy một mình. Nhưng con lại đâm ra uất ức buồn rầu, con tìm cách ngăn cản, không cho bạn con thân thiện với kẻ khác. Và từ đấy trong lòng con đã nhen nhúm lửa phiền ghen hận. Đó là điều con sa ngã lần thứ hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con không muốn Batika kết bạn với Đa Sa vì con biết y lợi dụng bạn con, y vì tư lợi chứ chẳng phải tình thương. Con thầm nghĩ con có bổn phận bảo hộ bạn con khỏi lâm vào cạm bẫy đó thôi. Đức Phật trả lời, này hoàng tử cao quý ơi, với tay phàm mắt thịt, với thất tình lục dục của con làm sao đoán người trúng đặng, làm sao con dám quả quyết rằng Bà Tì vì tư lợi. Con phải đề phòng sắc tướng bên ngoài, nó gạt gẫm ngũ quan con, làm cho con đó vô minh, càng thêm vô minh hơn nữa. Vả lại người học đạo, nên biết người mà không tìm thấy tật xấu của người, chỉ lưu ý đến tính nết mà thôi. Ví dầu con có đoán trúng đi nữa, thì cái tính tư lợi sẽ không vì thời gian mà để lại tính chân chính hay sao? Hoàng tử ơi, người thiện nhân ngoài xã hội có quyền bảo vệ tình yêu của họ để cho họ thưởng thức đến mãn đời. Chớ người đã xả thân cầu đạo và muốn làm đệ tử Phật, tiên phải dứt bỏ cả mọi điều cho chí tình yêu độc nhất cũng vậy. Và phải nhớ trong lòng mình những rễ nhuộm máu của sự ghen ghét và ích kỷ. Hơn nữa, người ấy phải ôm chân, không than vang phiền muộn, sự phản bội và bất trung của người thân yêu nhất đời. Con ơi, chẳng phải người học đạo nên đặt chữ thương như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại nên rộng lòng bác ái, yêu thương một cách vị tha, không mảy gì ích kỷ. Tình thương chân chính là nấc thang đưa con đến đài minh triết muôn đời. Hỡi hoàng tử, những của tiền phụ vương con, những sự vui sướng về nhục dục không làm cho con ưa thích nữa, vì lẽ con đã hưởng rồi, con đâm ra chán ngán, chứ chẳng phải công trạng gì mà con kể. Hoặc giả, con muốn dứt bỏ cảnh phú quý để tôn mình hơn người chứ có giá trị gì. Còn trước các công đức vĩ đại này mà duyên may đã đưa đến cho con lại thiếu can đảm, thiếu nghị lực để khoác lên chiếc áo hy sinh thật sự, một mảnh chiến bào bác ái, cứ cho ra mãi, không trông mong hồi đáp. Hoàng tử Dejeta bèn bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng thêm cho con nghe nữa. Xin Ngài hãy làm cho con thêm thẹn nhục, để con được thức tỉnh mà ăn năn những sự lầm lạc. Chiếc màn vô minh tợ đám mây đang phủ kín phần hồn con, làm cho con ở trong cảnh đêm tối hơn giữa đêm khuya. Đức Phật dạy tiếp, hỡi hoàng tử cao quý, điều con sa ngã thứ ba là vì con thiếu lòng nhân ái. Năng Đà là một vị thứ phi của con đã làm nên tội trạng. Vì tính lăng loàn, con không cảm xót sự ngây thơ khờ dại của nàng. Con đành nhẫn tâm mạt sát, rồi xô đuổi ra khỏi hoàng cung, vô cùng tủi nhục. Nàng van lơn khóc lóc, lạy lục xin tha thứ, nhưng con cũng đành nhắm mắt, trừng trị thẳng tay. Tại sao không mở rộng chút lòng nhân để khoan dung tội lỗi? Biết đâu chừng trước sự cao thượng của con, trước dạ từ bi bác ái của con sẽ cảm hóa đặng nàng và sẽ đem nàng lại con đường ngay chánh. Thái tử bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, con biết làm cách nào hơn bây giờ?
Đặng Năng Đà đã dơ danh xú tiết, nếu con còn giữ nàng lại ngôi vị xưa thì tự nhiên con bôi lọ danh giá của hoàng gia và của con nữa. Nếu con cứ điềm nhiên trước sự lố lăng ấy, có phải con làm bại hoại luân thường đạo lý của xứ con chăng? Đức Phật nói: Hỡi hoàng tử Dejeta, ta phải cần lập lại với con nữa sao? Người thiện nhân ở đời có thể nghĩ đến quyền lợi mình và tự do thưởng phạt cùng phán đoán theo lý trí mình. Nhưng người đã bước chân vào đạo rồi thì không được xét xử ai, phải tìm hiểu để mà tha thứ, chứ chẳng phải để kết án. Con cứ tưởng con là riêng biệt với kẻ điên cuồng tội lỗi. Họ chính là con đó, mặc dù còn ở hạng thấp kém hơn con. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không liên đới một người hoặc một vật khác, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với vật đó hoặc người đó cho tới chừng mà con cảm thấy sự duy nhất của vạn vật mới thôi. Con nên nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của thế gian là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con vốn là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con vốn dệt chặt với nghiệp chung thân của nhân loại, và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như mọi chỗ sạch. Cái áo dơ mà bây giờ con gớm có thể là cái áo của con hôm qua hoặc ngày mai. Và nếu con tỏ vẻ nhờm gớm thì khi đặt lên vai con, nó sẽ siết chặt lấy con hơn nữa. Vậy người đạo đức thật sự bao giờ cũng để ý tìm những lý do để châm chế và tha thứ hơn là để vạch lỗi người. Cái tâm họ chứa chan nguồn bác ái, từ bi đối với nhân loại nhiều hơn là những hạt cát trên đồng sa mạc. Sự thanh bạch là gì? Chẳng qua là một cái đức đó thôi. Người tu hành không nên lấy sự thanh bạch làm nền đạo riêng của mình. Lắm khi sự thanh bạch trở ngại bước đường tinh thần của mình. Nếu nó không đi đôi với tình bác ái từ bi, và nó sẽ dẫn ta đến chỗ kiêu căng và tự phụ, đến chỗ lãnh đạm trước sự đau khổ của người đời. Như thế, sự thanh bạch chỉ là một cái bóng không hồn đó thôi. Này hoàng tử Dejeta ơi, trong khi nhàn hạ, con có bao giờ nhìn lên chóp núi Hy Mã Lạp Sơn lúc mặt trời sắp lặn chăng? Con có thấy đỉnh núi đầy tuyết phủ sừng sững giữa bầu trời xanh biếc chăng? Núi thật oai nghiêm hùng vĩ, nhưng bốn mùa lạnh như đồng. Ôi, cái cảnh ấy quá tiêu sơ, lạnh lùng ảm đạm. Không ngày nào khi có ánh sáng chiều ấm áp vừa dịu dàng, chiếu ngày nào thì cái cảnh buồn tên, não nuột kia lại bỗng hóa ra linh động, rực rỡ và đẹp đẽ phi phàm. Tạo vật trở nên mỹ tú kỳ quan, làm cho tăng ngoạn mục và phơi phới tấm lòng. Sự thanh bạch mà thiếu lòng nhân ái thì có khác gì chót núi đầy tuyết phủ, lạnh lùng lãnh đạm, trông tẻ ngắt như xác không hồn. Còn sự thanh bạch mà đi đôi với lòng nhân ái thì có khác gì suối thần, hãy chạy tới đâu là vạn vật hấn hở, vui mừng tới đó. Thái tử Dejeta đem hết tinh thần nghe Phật giảng không sót một lời nào, trong lòng rất hổ thẹn ăn năn, cứ quỳ gối mà bạch rằng: Lạy Đức Chí Tôn, con xin Ngài cho con cái đặc ân gặp Ngài một lần nữa để con ráng sửa mình cho hợp với lý đạo. Bây giờ con đã biết cách làm thế nào cho Ngài vui lòng rồi. Đức Phật từ bi dịu dàng đáp: Ta bằng lòng. Đoạn Ngài nhìn Thái tử Dejeta với nụ cười tươi dịu chứa chan tình thương. Cặp mắt hiền lành của Ngài bỗng chói lên như ngôi tinh đỗ lóng lánh rạng ngời sáng khắp cả rừng, làm cỏ hoa hớn hở, chim chóc líu lo giữa đêm khuya như buổi bình minh vậy. Trời đất tối đen như mực, xa xa đoàn quân hộ giá đốt đuốc dẫn đường, theo sau là hoàng tử Dejeta, lê chân chậm rãi, trong trí còn văng vẳng lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật từ bi. Ra khỏi rừng thì trời đã sáng, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về nước Kamsapa. Làn sương mờ đục đêm hôm đã tan dần trong không khí nhẹ. Nơi phương đông, một dải mây hồng nhạt nằm ngang chân trời xanh, phút chốc lại lan rộng và đổi màu đỏ ra da cam, rồi bỗng vụt biến sau những tia sáng rực rỡ thành hình rẽ quạt. Phần ô đã mọc, cảnh vật trở nên trong sáng tưng bừng với những màu tươi thắm, phang động những tiếng chim nuông đón chào buổi bình minh ngoạn mục. Lúc bấy giờ,
Trong chốn rừng xanh tĩnh mịch dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên như pho tượng. Khi hoàng tử Desita hồi trào gặp lúc vua cha lâm bệnh nặng, ngài lên cầm quyền thống trị, lấy sự công bằng và nhân ái làm căn bản. Trước nhất, ngài ban tước lộc cho Dasa và Batika. Ngài truyền cất cho hai người hai cái cung điện đẹp đẽ khích nhau cho đôi bạn được ở gần. Ngài lại cho người tìm vị thứ phi Nam Đà rước về hoàng cung ở với ngài. Khi tất cả triều đình và các vị cựu thần hay tin thái tử Desita phục chức nàng Nam Đà thì như bị sét đánh ngang tai, họ hết sức kinh ngạc. Họ mới suy tiếu dèm pha và khiển trách ngài thậm tệ. Thái tử Desita còn giảm thuế cho dân và thả tội nhân. Ngài bãi bỏ những sự mê tín dị đoan, tuy những sự cải cách sửa sang việc nước được công bình nhân ái, nhưng vì quá đột ngột nên hoàng tử không tránh khỏi lời dèm xỉm của triều đình và dân chúng. Họ nói ngài quá lạm quyền, bỏ chế độ quốc gia, phá hoại phong tục nước nhà, khuyến khích sự loạn luân. Hoàng tử giả mắt ngơ, tai điếc, trầm tĩnh và yên lặng trước sự sỉ tiếu cũng như trước sự khen ngợi. Ngài thấy mình đang trải qua sự thử lòng để tiến tới, bằng phải động lại thì sẽ thất bại như mấy lần kia. Ngài nhớ rằng, nếu muốn đến chỗ toàn thắng lợi, trước nhất phải chịu lao khổ. Mỗi mũi gai đâm vào chân làm rớm máu là mỗi lần bước kề ngôi thiêng liêng. Người muốn đi xa trên con đường đạo thì phải làm chủ lòng mình và phải tìm trong thâm tâm cái gốc rễ của sự quấy, đặng diệt tận gốc nó đi. Sự quấy cũng sống và đâm chồi mọc rễ trong tâm của các bậc thượng nhân. Nếu ta không cương quyết thì làm sao thắng nó đặng? Nó là một thứ cây sống và cứ lớn mà kiếp này sang kiếp khác, và nó chỉ đơm bông khi nào con người đã thu thập nhiều sự kinh nghiệm của muôn kiếp luân hồi. Vả lại, trong kinh cổ điển đã có nói như vậy. Gốc rễ của tật xấu mọc tận thâm tâm con người. Nếu ta nhổ nó đi, thì tâm ta phải rớm máu và đời sống của ta dường như tan rã. Nhưng đó là một cuộc thử lòng ta phải trải qua. Nó có thể xảy ra ở nấc đầu hay cuối thang minh triết để đưa ta đến con đường sống thật. Ta phải tập trung tất cả lực lượng của tâm hồn vào đó mới đặng. Trong khi Thái tử Desita thấy đặng cái chân lý vĩ đại này, thì có một phái bí mật lập ra để đánh đổ ngài do em ruột ngài chủ mưu. Họ hợp nhau để tìm mưu thần trước quỷ, lật ngài, đặng đem em ngài lên thay thế. Họ phủ dụ quần chúng. Hoàng tử Desita độc tài, nhưng sự cải cách của ngài sẽ làm cho nước Kamsapa mắc phải vòng nước lửa bên đao và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Họ lại còn phao rằng, thái tử mê tín dị đoan nghe lời một vị ác tăng khét tiếng tại thành phố Kamsapa, làm cho nước nhà rối loạn và đã bãi bỏ nhiều quốc luận lưu truyền từ cổ chí kim, cố ý để lập ra một cái tôn giáo phù thủy. Người ta cứ tuyên truyền như thế để gây ác cảm trong lòng dân chúng. Rồi một ngày kia, hoàng tử Desita nghe kẻ tâm phúc mách rằng có một nhóm người định thích khách ngài. Cái tin xét đánh ấy không làm cho ngài lo sợ và xao xuyến, vẫn an tĩnh như thường, trong lòng cứ tưởng niệm đến đấng từ bi. Nhưng tốt quân hầu trung tín của ngài sốt sắng hộ giá cho ngài ngày đêm không ngớt. Một ngày kia, hoàng tử Desita vừa bước chân ra khỏi hoàng cung thì có người cầm dao nhảy tới toàn thích khách ngài. Người ấy là Alaya, thuộc dòng Satriyas. Ngài hô lên, thị thần nhào tới bắt trói đặng thủ phạm. Hoàng tử Desita mới bảo dẫn tên sát nhân đến trước mặt ngài. Hoàng tử bình tĩnh hỏi rằng, này Alaya, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Bởi vì tôi thấy ngài là một mối hại cho đất nước. Ngài phá hoại luân thường đạo lý, ngài muốn hủy bỏ phong tục thiêng liêng của nước nhà và đem lại cho chúng tôi một cải cách nguy hiểm, có thể đưa xứ sở đến chỗ diệt vong. Tôi phải giết ngài để trừ hậu họa mai sau. Hoàng tử Desita nhìn cái sát nhân với cặp mắt chứa chan tình thương xét nghĩ. Alada phạm tội chỉ vì mê tín mà thôi. Đoạn ngài dây qua đám quân hộ giá mà nói rằng, các khanh có nhận thấy kẻ sát nhân này còn chút điểm lương tâm không? Vậy các khanh hãy mở trói thả nó ra. Các quan chinh hửng nhưng không dám cãi lệnh. Rồi thái tử nói tiếp với một giọng oai nghiêm như vậy.
Bây giờ đây các khanh hãy lui ra, để một mình ta với người này nói chuyện mà thôi. Trước sự cương quyết ấy, đoàn hộ giá rất kinh ngạc, nhưng bất đắc dĩ phải líu ríu lui ra, không dám ngó ngoái lại. Cả thảy đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của hoàng tử không cùng. Alada ngạc nhiên và không hoảng sợ nữa. Y khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào mặt thái tử như muốn khiêu khích. Không để ý đến cử chỉ khinh thị ấy, Diseta bước lại gần nhẹ nhàng để tay lên vai y, lặng lặng nhìn y trân trối. Trong mắt ngài chứa biết bao là từ bi bác ái và sẵn sàng tha thứ các tội lỗi. Ngài càng nhìn càng thầm nghĩ, người đời cũng vì sự tự kỷ mà gây ra lắm điều tội lỗi. Bậc chân tu hay để mắt tìm các nguyên nhân của sự tội lỗi để tha thứ, chứ không chịu tìm tội lỗi để mà trách phạt. Mọi việc xảy ra trước ta chẳng hung dữ, muốn tận sát người. Trời đất chí ư công bình, lưới trời tuy thưa mà mũi kim dễ lọt được nào. Tội nghiệp thay cho kẻ tàn ác vì vô minh mà kiếp sau phải chịu muôn vàng đau đớn. Rồi một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn của thái tử và lan cùng vạn vật một sự ước muốn được cứu độ chúng sanh, đến nỗi tâm tư ngài đã thoát ra ngoài bản thể. Thình lình, thái tử Dejeta tiếp xúc được một cảm giác mới lạ và phi thường, dường như Đức Phật mà ngài đã tôn sùng là đấng tôn sư. Trong âm thầm đã ban ân bố hóa, ngài được minh tâm kiến tánh, biết rõ điều quá khứ vị lai. Nhãn quan bật tỏ chốc thời, ngài thấy được kiếp trước của Alada vốn là một tướng sĩ hung tàn bạo ngược, tạo ra biết bao nghiệp quả nặng nề. Rồi ngày nay cũng vì sự vô minh mà nó phải lầm lạc như thế này. Nếu ta lấy oán mà báo oán thì biết bao giờ oán nọ mới tiêu, ta phải lấy ân mà đáp oán thì oán mới dứt. Ôi tội nghiệp thay cho Alada. Chớp mắt, hoàng tử Dejeta không còn thấy Alada nữa. Ngài thấy hiện ra chỗ Alada đứng, một cõi hồng trần với vô số sanh linh đang mê man lăn lóc trong cảnh lầm than đau khổ. Chúng sanh vì vô minh mà mắc vào bánh xe luân hồi, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao nhiêu lần khổ não đau đớn. Khi vào cát ra đài, lúc lên xe xuống ngựa, khi làm kẻ cùng đinh tàn tật mà mỗi kiếp luân hồi đều đem lại sự đau khổ. Nhưng con người luôn luôn muốn đầu thai, chịu sự đau đớn, mà sự đau khổ là cái kết quả của sự ham muốn vậy. Than ôi, đời là bể loạn. Nghĩ đến thân phù thế mà đâu có khác gì bọt trong bể khổ. Tội nghiệp thay cho nhân loại đang oằn oại dưới màn vô minh, mãi đắm chìm theo mùi trụy lạc, chứ nào dè phú quý tợ môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương. Hỡi thế giới đau khổ, hỡi nhân loại đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy và đã nghe hơi thở hấp hối của trần gian. Ôi, đời vẫn là thế, sao chính ta đây cũng đã say đắm với những khoái lạc huyền hoặc của cuộc đời. Người hiểu rõ cơ trời thì cho cõi trần chẳng khác giấc mộng huỳnh lương, nên không tranh giành cấu xé vì bả vinh quang phú quý. Phải chi mọi người đều biết thương yêu lẫn nhau như tình huynh đệ thì đâu có sự thống khổ này. Nếu biết chắc chúng sanh vốn một gốc mà ra và huynh đệ với nhau thì đâu có cảnh nội gia xáo thịt. Suy nghĩ đến đây, thái tử Dejeta cảm thấy trong lòng tràn ngập một mối yêu thương tha thiết. Ngài muốn giang tay siết chặt loài người vào lòng đang thổn thức của ngài, mong đem tánh mạng và tinh thần với một tình thương vô tận mà ấp ủ vuốt ve những kẻ tội lỗi rầu đau. Ngài muốn hy sinh cái gì cao quý của lòng mình để đưa người trần tục lên một nấc thang tiến hóa. Đến đây, thái tử Dejeta bỗng trở lại thực tế, dường như sực tỉnh sau một giấc mộng phi thường, rồi nhìn lại thấy Alaya gục đầu kinh khủng. Ngài bèn nói với một cách tha thiết rằng, anh ơi, tôi không biết gì hơn là anh và tôi vốn thật là anh em với nhau cùng chung một đấng cha lành. Tôi thương anh lắm, vậy anh hãy ngã vào lòng tôi, cũng như muốn chia sự vinh quang của tôi, cũng như tôi muốn chia điều đê nhục của anh. Từ đằng xa, quân hầu đợi đã lâu, ánh thái dương rọi xuống rừng sâu, vạn vật tưng bừng, cây cỏ tươi xanh, muôn hoa đua nở, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ ngàn hồng muôn tía như mỉm cười duyên dáng trước ngọn gió mai.
Xa xa, mấy cúc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối nhỏ trong veo. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật đang ngồi kiết già thiền định. Ngài đang đợi Thái tử từ đêm hôm, bởi vì ngày đinh ninh, Thái tử không bao giờ thất hẹn. Cảnh Phật lúc bấy giờ như đang đón một niềm hạnh phúc thiêng liêng gì. Đóa hoa hàm tiếu trong kẹt đá bỗng ngẩng lên và khoe nhụy. Những con sóc vàng mắt sáng đang uốn mình dưới ánh thái dương bỗng nhảy nhót lên như mừng rỡ, đợi chờ. Gió hôm nay lại rào rạc, ngạt ngào thổi hương rừng từ cõi xa xăm đưa lại. Trên cành hoa sứ trắng tinh, bầy chim non ríu rít mà Đức Phật thường nói là bầy con dại đang uốn lưỡi tung ra tràng nhạc thiêng liêng nghe thánh thót. Xa trong những giọt sương nặng trĩu trên cành tơ liễu buông mình xanh mướt lóng lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng như những hạt kim cương vô giá. Bởi vì trong cảnh tĩnh mịch của núi rừng, sự hoang khởi của tạo vật tức là hoang khởi của tinh sương trong sạch. Bỗng đâu có tiếng động từ xa đưa lại và Đức Thế Tôn bèn mỉm cười mở mắt. Thái tử Đê Dê Ta đã đứng trước mặt ngài. Không một tên quân hầu, không ăn mặc xương xuê, chỉ khoác trên mình một manh áo vàng của người hành khất với dáng điệu mệt nhọc vì đã trải qua bao dặm xuyên sơn. Thái tử bèn quỳ mọp xuống chân Đức Từ Bi, vô cùng cảm động, chẳng thốt một lời nào. Đức Thế Tôn xòe bàn tay mặt đưa lên khỏi đầu Thái tử để ban ân huệ, rồi nói với một giọng hết sức dịu dàng. Đệ tử Đê Dê Ta con ơi, ta vui mừng và hoan nghênh con vậy. Rồi từ đấy, trên con đường giải thoát rộng lớn thanh thang của Đức Từ Bi, bên cạnh ngài, hình bóng Đê Dê Ta sớm hôm luyện đạo để một ngày kia thay mặt cho tôn sư mà phổ độ thế gian. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ác báo của vu khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên anh chạy đến xin lỗi tôi vì hai năm trước đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu chết rất thảm. Riêng bác Thơm, do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã 10 mấy năm, bây giờ dẫn các con trở về đến giao cho anh cả một tờ di chúc là bút tích của vợ bác hai. Trong đó có 2 hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng đặt chuyện sằng bậy hủy danh tiếc người, ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong, liền té quỵ xuống và bật khóc to. Sau đó, hướng về em trai dập đầu xin lỗi. 2 anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa, vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai, vốn ưu tú, giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp,
làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai giữa phu thê cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng. Bà cắt máu tai viết di thư rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn hai con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không quay trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo, phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị của vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người. Lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận, cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi, liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới nhầm vợ không hiền, độc mồm độc miệng xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên, thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư chứng nghiệm dạy, hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp, xin hãy xem chuyện vợ bác cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiện tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp tà dâm. Ngày đây tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là dành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Khi ấy ông cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao, gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch, hãy thấy cụ cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này, làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: "Hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra." Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ cố qua đời, có lần cụ báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê.
Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cô cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ, tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên, xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thường lấy nước sôi, hòa với thuốc, tạo thành thuốc nước, sau đó dùng kim tiêm, bơm nước thuốc này vào trong bụng dế và các loài côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó, tôi còn đi phá tổ khiến, bắt dế. Tôi chế nước cho ngập hang, sau đó đắp bùn, làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục, vì nuôi con nào chết con đó, nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời, thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người. Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó, tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. Vì vậy mà mấy năm trước, tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh thì tai sưng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được, cả tay chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách, nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp, nhưng chẳng hiệu quả chi, ngược lại bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi mới hiểu ra tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. Chính giờ học Phật, lễ Phật mà gần 2 năm nay chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ tai của tôi vẫn còn nứt nẻ, nhưng thuyên giảm nhiều. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay mỗi khi gặp thực bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng tôi muốn cảnh báo mọi người, ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy, nên thường bị khởi dục và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục, thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nút là tôi khởi dục ngay và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hễ dâm niệm dục vọng tới thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thói xấu này thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay tự thỏa dục nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục, sức khỏe cũng kém. Vì tinh lao lực tổn, cộng thêm
Lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ Cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng. Tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn rồi lại thấy có tội còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước, tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Nhờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối, sau đó được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong, tôi lại quỳ tiếp, xin Ngài gia hộ cho con dứt trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và quỳ như thế liên tục. Kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết. Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm 2-3 lần, sau đó suốt 2-3 tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. Việc này phải cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có Ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm mê vô phương tự cứu. Khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo pháp, tôi không dám bàn huyền nói dịu nhiều, chỉ thấy là kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và kham được. Tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa. Chư vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi từng phạm, thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người. Hôm nay tôi thu hết can đảm giải bày ra hết, vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc. Nếu tôi không được biết đến Phật Pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm. Nhưng giờ tôi được nghe Phật Pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, thệ nguyện đổi mới bản thân, nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho con người. Tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, chân thành chia sẻ, hy vọng mọi người cảnh giác, xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm, vì đó là tử lộ. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn lườm thượm này của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, đáng khinh, thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều. Bởi tôi xứng đáng vì như thế, tôi không trách quý vị, mà còn phải cảm tạ nữa. Nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác, giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai, thì không còn gì quý bằng. Cầu chúc quý vị phẩm hạnh sạch trong, giới luật nghiêm trì, thân khẩu ý hằng thanh tịnh, tâm luôn hạnh phúc. Người sám hối, kính bút ngày 8 tháng 10 năm 2012, lúc 11 giờ 52 phút. Tình chấp uyên ương. Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Nhưng 7 năm trước đã xảy ra một việc lạ lùng làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc vẫn còn mơ màng ngái ngủ, thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình. Thế là tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu nhem vuốt. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại có đủ dũng khí để mà vung tay tát mạnh vào mặt nữ quỷ. Tôi đánh đến nỗi nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày.
Sau đó thì đến phiên tôi. Nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đồng bị trúng tà. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy làm phép trục quỷ. Nhưng chẳng ăn nhầm gì, hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật, khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng, cần lương y, chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Thế là chúng tôi đến với Phật giáo. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ Địa Tạng rồi, thì một đêm nọ tôi nằm mơ, thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc, kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe. Té ra, mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi. Do kiếp đó, cô đã treo cổ tự vẫn chết, nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông, nhưng lòng rất uất phiền, bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh. Té ra là tại con quỷ cái này, đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi. Tôi nhất quyết không nhượng bộ, biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng. Hễ gần đến giờ đó là bắt đầu gõ chuông niệm Phật sùm lên. Do thường kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy vào nửa đêm để niệm Phật hộ vệ chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy ngót 2 năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu, mà là do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ kiểu này mãi thì xem ra tôi chịu hết thấu rồi. Do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm, nên bệnh tim của tôi càng kéo dài, khó có thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ chồng tôi đồng quyết định vào tháng 4 này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt, kỳ khôi giữa người và quỷ. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trước. Lần này ả đã nhập thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. Thú thực là mấy năm nay cùng với ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá đuối mệt lẫn thương tâm, nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ thôi thì cam nhận một đau của ả để kết thúc hết mọi ân oán, chỉ mong ngay đây được vãng sinh cực lạc, rũ bỏ hết mọi nỗi sầu đau. Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ, con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời mình qua đôi tay của chồng tôi, thì bỗng nghe keng một tiếng, hóa ra nữ quỷ đã ném đao xuống đất và rầu rĩ nói: "Giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục." Thiệt là khổ phiền quá đi. Bây giờ đến lượt tôi phát khùng. Tôi túm lấy xác thân của chồng tôi đang còn hồn nữ quỷ gá vào bên trong, đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong. Bị buồn phiền hành tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đó. Kết quả, sau đó, đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu. Nó khóc kể rùm beng bên tôi, than rằng: "Trong chùa có tượng Ngộ Pháp canh giữ, tôi không cách chi vào được." Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức tôi chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng, tôi đành đăng đỉ, thỉnh cầu sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập bàn siêu độ cho nữ quỷ giùm. Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về cực lạc.
Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thù thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới uy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được guốc mắc cho cả ba, hai người, một quỷ. Chân tướng luân hồi ngàn năm, cuối cùng được hé lộ như sau. Đôi chim uyên ương. Nhiều kiếp rất lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp, ngủ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một thằng bé hay tới hồ và phát hiện ra đôi chim này, nó thường đem thức ăn đến cho chúng, trải qua một thời gian dài. Ngày nọ, khi tới hồ chơi, thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn, buồn rầu, chẳng thấy con mái đâu. Thế là nó tìm khắp nơi, và phát hiện trên không trung, có một con chim ưng hung ác đang quắp lấy con chim mái bay xa. Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống. Nhưng con chim trống vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Hôm sau, thằng bé ra thăm chim trống, nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau, thì chim trống chết đi. Thằng bé rất buồn, đành mang con chim trống đi chôn. Từ đó, nó không ra hồ chơi nữa. Uyên ương đầu thai. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm, đôi uyên ương luân hồi, vần xoay, cuối cùng cũng được tương ngộ. Chúng đồng sinh vào cõi người, chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình khăng khít. Ngày nọ, người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội, tới nỗi cô dâu nhất thời chỉ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng, nên nữ quỷ này một mực đi tìm Đức Lang Quân trong gốc ngàn thống khổ. Qua từng lần luân hồi lục đạo, mãi cho đến mấy trăm năm sau là đời hiện tại đây, người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là thằng bé thuở xưa từng cho đôi uyên ương ăn, kiếp này đã mang thân nữ. Do nhân duyên chín mùi, tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa kết thành chồng vợ, còn nữ quỷ đang quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái. Suốt mấy năm trời cả ba chúng tôi cùng quần thảo, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Té ra đây là một trường nhân duyên hồi hợp tạo thành bi hài kịch. Dưới Phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lường, tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó, chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được mấy điều hay, xin được ghi để đồng chia sẻ cùng với mọi người. 1. Ăn chay được nhiều lợi ích. Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Thứ nhất, bệnh nặng dễ chữa. Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến mức không còn lực miễn dịch. Nhờ trường trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường, bác sĩ khen quả là kỳ tích. Việc thứ hai, phúc báo tăng thêm. Từ khi tôi ăn chay rồi, một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã. Bởi người ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vướng bệnh chỉ cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rất rẻ, hàng ngày vợ chồng của chúng tôi ăn không hết 10 đồng. 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 Ở Quảng Đông có một cô gái, cha mẹ sớm đã quy y thờ Phật, nhưng bản thân cô thì không tin. Lần nọ khi tôi và các bạn đến đó luận đạo, cô ở cạnh bên chăm chú lắng nghe và hiểu rõ đạo lý, lập tức nhận ra mình đã tạo nhiều tội,
liền sinh tâm sám hối. Cô nhắm mắt nghẹn ngào, lệ ăn năn rơi đầm đìa. Trong phút chốc, mặt cô bỗng đổi sắc, tươi hồng như hoa đào, cười vui rạng rỡ. Liên tục suốt 10 phút, cô vẫn còn ở trong tư thế nhắm mắt trầm tư, giống như đang nhập định vậy. Khi đó tôi biết cha mẹ cô và đại chúng do không hiểu nên đang khởi niềm lo lắng. Vì vậy tôi bèn tiến đến gần, búng vào vành tai cô 3 cái, nhưng vẫn chưa thể lay cô xuất định. Tôi phải vỗ nhẹ lưng cô 3 cái mới thỉnh cô xuất định được. Khi cô mở mắt ra thì liền bày tỏ ý muốn, muốn làm lễ bái sư. Tôi nói, vừa rồi giúp cô chính là ngày tuyên hóa, vì vậy cô nên bái ngài làm sư. Hằng ngày thấy thời gian nào tiện thì cô lễ bái trước hình ngài tuyên hóa, lại bao nhiêu là do cô tự định, hễ lại đủ 1 vàng thì trở thành đệ tử ngài. Pháp danh cô là Quả Thinh. Sư phụ hy vọng tương lai cô sẽ hoằng pháp lợi sinh, tỏa hương bát nhã trí tuệ lưu truyền lâu dài. Cô rất cảm động nói với mọi người, vừa rồi trong lúc tôi hối hận mắt tuôn tràn lệ thì bỗng thấy Phật hiện ngay trước mắt, dung nhan tôn nghiêm không thể tả, làm tôi chấn động cả thân tâm, đồng thời phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Cô kể lúc đó không muốn xa lìa hay ra khỏi niềm kinh an này. Cô không ngờ con người ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Cô đã thực sự tin Phật Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, cô dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, bước vào con đường học Phật, trì giới nghiêm cẩn. Mấy ngày sau, cô gọi điện cho tôi kể rằng, tối đó lúc cô ngồi thiền, bỗng khởi thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ và các cậu mình đều mắc bệnh gan. Lập tức cô nhìn thấy cảnh, các cậu mình hồi trẻ đang giết một con chó to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có 4 chân trắng. Tiếp theo, cô lại thấy cảnh cả nhà nấu thịt con chó ăn. Lúc đó, hình dáng mẹ cô trông chỉ độ 10 mấy tuổi. Sáng ra, cô hỏi thăm mẹ thì quả đúng như vậy. Mẹ cô kể hồi nhỏ, bà thường chơi đùa cùng con chó này. Khi nó bị giết, bà đã khóc hết mấy ngày. Nhưng khi thịt nó thì bà vẫn ăn. Cô bảo, mẹ phải vì con chó đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho nó thì bệnh gan mới lành. Tôi thật mừng cho Quả Thinh. Cô vừa bắt đầu tu học đã có thể dùng Phật Pháp làm lợi ích cho người. Tôi kể câu chuyện này ra chia sẻ, mong độc giả sinh khởi lòng tin, phát tâm quy y Tam Bảo, chịu khó nghe kinh hiểu lý, tịnh tâm tu hành để được lợi ích mỹ mãn. Sám văn. Tại phía đông nam thành Dương Xá có một hầm xí to, bao nhiêu phân giải ô uế đều xả vào hố ấy, sông mùi thúi đến có thể lại gần. Còn có một con dòi to lớn trong hầm, thân dài mấy trượng, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật, Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ xem. Phật kể, sau khi Phật duy về nhập niết bàn rồi thì có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đãi, không tiếc món gì. Sau đó, có 500 người buôn ngọc ghé vào chùa. Thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn nên rất ngưỡng mộ, đồng nghĩ, đây là cơ hội tạo phước điện khó gặp, chúng ta nên cúng dường. Thế là mỗi người cúng 1 viên ngọc, tổng cộng được 500 viên, đem gửi chủ chùa nhờ chuyển giùm. Chủ chùa liền sinh tâm than, muốn đoạt lấy lập của riêng, không chịu giao phát. Khi các thầy tỳ kheo hỏi, ngọc châu của lấy buôn cúng cho chúng tôi, xin ông giao ra. Chủ chùa bèn đáp, ngọc ấy là họ cúng ta, nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phẫn giờ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các người không cúng xéo cho lẹ thì ta sẽ chặt tay chân các người quăng vào hầm phẫn. Chưa ta nghĩ tội nghiệp ông này ngu si nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy mà đời nay chủ chùa kia phải đọa làm con dòi khổng lồ sống trong hầm phân này, sao còn phải vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Giải thích,
thiện hay ác đều có quả báo. Ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo, huống chi trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai, nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại trổ ngay trên thân mình. Sẵn đây tôi xin kể một câu chuyện. Bệnh này do đâu? Có một nữ sĩ tại đạo tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi: cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật, có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém, cần phải ăn nhiều mắt loài vật. Quả Lâm lại hỏi: lúc cô tức giận gây cãi cùng chồng, có phải thường hay nói tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loài người như anh? Cô nghe vậy cười nước mắt bảo: lúc đó thầy tôi giận quá nên mới nói như thế, chứ chẳng phải là thật lòng. Chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà, hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý xúc phạm, gây tổn thương người. Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi, có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như: em thật không đúng, xin anh tha thứ? Cô gật đầu. Quả Lâm nói: nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế, và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi: vì mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng, chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói: nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo: đây chỉ là phương tiện, Phật tạm quá độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần giết trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh. Cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại, cần phải dứt tuyệt đồ mặn, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn đau đớn thống khổ thế nào, thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật, tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui. Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi, thì tự nhiên thì lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thì lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thờ Phật không những miệng thường niệm Phật, mà cần phải chú trọng đến tâm ý, nghĩa là trong tâm lúc nào cũng phải có Phật. Vậy mới là quản tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra, vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm. Mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ, mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chịu tu lục độ vạn hạnh là tầng khai ngộ thứ ba. Cho tới chiến sơ quả, nhị quả, tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng khai ngộ. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì, có bái ai làm thầy, cũng không ra khỏi tam giới. Sám văn. Ngài Mục Liên thấy một kẻ có cái lưỡi rất to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm, bèn hỏi Phật:
y tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp, người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích, tính chúng cúng chùa bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dù là tăng thường trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám giác. Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá, mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá lớn này làm gì tam tạng. Tỳ kheo do ác khẩu nên bị quả báo nhiều đầu. Còn mẹ ông do tỏ hưởng lợi dưỡng do ông chu cấp nên bị đọa làm con dòi trong cầu tiêu. Phật giải thích, mắc phải báo này là do tội ác khẩu, nói lời thô, bị đặt đâm thọc, làm cho hai bên tranh đấu hỗn loạn. Sau khi chết rồi thì vào địa ngục, bị quỷ sứ đun đỏ khí cụ hành hình để ủi cái lưỡi người có tội, rồi đun đốt đỏ rực cái móc sắt. Móc này có ba mũi nhọn bén như dao, dùng đoạn lưỡi của tội nhân và kéo dài lưỡi ra cho trâu cày. Quỷ còn đốt đỏ chài sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, đền tội xong mới ra khỏi địa ngục, xin làm loài chim. Nếu ác khẩu mạng người, tương lai sẽ bị quả báo có nhiều đầu như rắn hai đầu, dây hai đầu, vân vân. Giải thích, dù tinh thông tam tạng, nhưng nếu phạm lỗi ác khẩu thì cũng xem là không giữ giới luật. Mà không giữ giới thì chẳng phải đệ tử Phật, chỉ là kẻ mượn danh Phật sống bôi nhọ đạo pháp. Tội này lớn không thể nghĩ, bởi một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, ăn mà không tu thì phải mang lông đội sừng đền trả. Thế nên bản thân vị này đã thọ nhận của tính thí năng tiêu, lại còn đem vật chất thuộc của Tam Bảo về cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân, vậy làm sao mà tiêu được hết? Vì vậy mẫu thân ông chết rồi phải làm dòi trong nhà xí, thực rất đáng thương. Đây là lời Phật, ai dám không tin? Theo như tôi biết, hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng, thậm chí mỗi tháng đều chuyển tiền về tư gia, tự biến của Tam Bảo thành tài sản riêng nhà mình. Nếu không mau sám hối sửa lỗi, tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được. Phật nói những người thốt lời thô lỗ, ác ngôn xú ngữ, thiêu dệt, ưa đơn đặt chuyện thị phi, chết rồi phải vào địa ngục thọ báo. Chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc, nếu không nhanh chóng sám hối còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú quế hay mắng người dễ bị bệnh miệng lưỡi lở loét, nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành, có thể đến trước Phật phát nguyện, từ nay về sau con thề dứt tuyệt không ác khẩu hại người, và tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì lành. Hàng ngày nên uống ba chén nước chú đại bi sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội ác khẩu hay nói chữ tục tiểu sẽ bị bướu cổ, bướu miệng. Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui. Nếu không mau sửa lỗi ăn năn, còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở, mỗi ngày trôi qua, mạng sống tổn giảm như cá ít nước, nào có gì vui, nên phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Trước đây Phật từng tiên đoán, vào thời mạt pháp tà thuyết hoành hành, sẽ có nhiều người xúm nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những vị thuộc nội bộ Phật giáo, họ có thể là giảng sư học vấn cao, nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng, lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật, và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo, và công khai tuyên bố rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển Tịnh Độ Mật Tông thảy đều là ngụy kinh.
Khi họ lập luận tuyên bố như thế, chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi, sẽ thọ khổ vô cùng. Sáng dần, tội phước tuy khác nhau, nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích. Từ vô thủy đến nay, chúng ta ở trong tam giới, tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh, khó điều phục. Thế nên, vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa, thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục, chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút dâng thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả, thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân, để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả, nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thi. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã, còn vì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngơ ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say, giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất
và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chết. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm, hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, Thời báo Sinh mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu, do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn, nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng. Vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh, sao không thử động não ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện những người vào đó bị phẫu thuật có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lấp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi thân xác gọi là thi thể. Thế bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân, chết rồi không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh, cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thật ra con người ta thường thọ
hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn, nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh bêu quấn lấy họ chờ dịp báo oán. Thậm chí chúng còn giá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng, vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích. Trong nhiều kinh Phật thuyết, đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ, toi mạng ngoài ý muốn. Đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên người muốn học Phật trước phải học làm người, muốn làm người trước phải hiếu thuận cha mẹ, kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời trải qua tán thán cũng khó thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu, làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, phỉ báng tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ Bát Nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tính thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, vĩ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ bán các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích. Kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tính thí cúng dường. Kẻ dùng tà kiến phỉ báng chánh pháp, không hiểu nhân quả,
truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ. Kẻ phá hoại Phật, Pháp, Tăng, trộm kinh, Pháp vật của Phật giáo. Kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác, nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Sư Chân Huệ. Một hôm, Lưu cư sĩ gọi điện thoại tới, báo tin là tại chùa X có ni trụ trì Chân Huệ. Hiện con gái, con rể của bà đang nháo nhào tìm kiếm hòa thượng diệu pháp. Vị tăng phi phàm trong sách Báo Ứng Hiện Đời lưu tả, nhưng tìm không ra. Phần ni Chân Huệ thì nhất quyết tuyệt thực đã 3 ngày nay rồi. Lưu cư sĩ kể rõ nguồn cơn. Số là hôm nọ, ni Chân Huệ bỗng cảm thấy ngũ tạng rất khó chịu, đi bệnh viện khám cũng không tìm ra bệnh. Tình cờ lúc đó có một đệ tử đưa bà cuốn Báo Ứng Hiện Đời, nói là của một nữ cư sĩ tặng, xin mời sư xem. Sư Chân Huệ bảo, thân tôi đang bệnh đau, còn sức khỏe đâu mà đọc, thôi thì các ngươi hãy tự mình xem đi. Bà vừa dứt lời thì bỗng nghe trong bụng mình có một giọng nói nghiêm khắc vang lên bảo, ngươi không đọc được thì kêu đồ đệ đọc cho mà nghe. Ni Chân Huệ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vội hỏi, là ai đấy? Sao có thể ở trong bụng của tôi? Âm thanh kia nghiêm nghị bảo, không được hỏi gì khác, hãy mau kêu đệ tử đọc cho nghe đi. Thế là Ni Chân Huệ vội ra lệnh cho đệ tử đọc. Họ bắt đầu từ bài đầu tiên. Nguyên nhân tôi đến với đạo. Cho tới khi đọc xong bài Nước Tràn Kim Sơn Tự và đang chuẩn bị đọc sang bài kế tiếp thì giọng nói trong bụng Ni bỗng vang lên, yêu cầu họ đọc lại bài Nước Tràn Kim Sơn Tự lần nữa. Rồi cứ thế bắt họ phải đọc bài này tới lui ngót mấy lần. Ni Chân Huệ hỏi, sao cứ bắt đọc mãi bài này? Âm thanh ấy đáp, ta không những kêu ngươi đọc bài này mà còn muốn ngươi tìm hòa thượng diệu pháp cho ta nữa. Ni Chân Huệ đáp, tôi xuất gia đã 9 năm, cũng quen rất nhiều người ở Ngũ Đài Sơn, nhưng chưa từng nghe nói là có hòa thượng diệu pháp ở đó. Âm thanh trong bụng lại bảo, nếu Ngũ Đài Sơn không có thì sao ngươi chẳng về cố hương Thiên Tân của mình để tìm? Thế là Ni Chân Huệ bèn về nhà nhờ con gái, nhưng con gái báo tin đã cố hết sức mà vẫn không tìm ra hòa thượng diệu pháp. Ngay lúc này, dị nhân trong thân bà không ngừng hành hạ, làm bụng bà phình to. Bà thầm nghĩ, tìm không ra hòa thượng diệu pháp ắt là khổ, chi bằng ta chết quách cho xong. Thế là bà bắt đầu tuyệt thực. Vợ chồng con cái thấy vậy hoảng hồn, bèn cầu cứu các cư sĩ khắp nơi, xin hãy hỗ trợ họ tìm hòa thượng diệu pháp dùm. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người chẳng hay biết rằng tôi đã từng tuyên bố chuyện là có thực, nhưng tên tạm đặt, không nên tìm tung tích hòa thượng diệu pháp nữa. Do vậy mà thiên hạ thường lên Ngũ Đài Sơn tìm hòa thượng, nhân đó phát sinh ra tệ cảnh. Một số người xuất gia tham tài và những kẻ ưa gạt lường thừa dịp mạo danh, xúm nhau xưng là hòa thượng diệu pháp để được tín đồ dân cúng tiền tài. Do Ni Chân Huệ quá khổ, tôi buộc phải xuất hiện thay ngài và bảo các cư sĩ rằng, hòa thượng diệu pháp trong sách chỉ là tên tạm đặt, diệu pháp là Phật pháp, vì Phật pháp chính là diệu pháp, hàm ý người tu nên tuân theo tôn chỉ Phật pháp,
mọi người phải trì giới minh lý, tự tịnh tâm ý, không nên hoài tâm cầu pháp. Có lẽ Phật và Bồ Tát sớm đã an bài, sắp xếp cả rồi, nên con gái Ni Chân Huệ được giáo sư một đại học nọ sốt sắng giúp đỡ và hẹn là hôm sau sẽ dẫn họ đến gặp tôi. Nghe vậy, Ni Chân Huệ rất mừng. Âm thanh trong bụng bà cũng truyền lệnh: xin bà thỉnh gấp tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, thay ông cúng dường ngài quả khanh dùm. Lúc đó đã 4-5 giờ chiều. Khi con trai con rể bà ra tiệm thì tiệm đã đóng cửa. Họ về nhà kể lại tình hình, thấy bụng bà lại phình trướng lên, Ni Chân Huệ vội la to: xin ngài đừng hành khổ tôi nữa. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ sai chúng nó đi thỉnh tượng ngay. Thế là bụng bà xẹp lại bình thường. Hôm sau, lúc 9 giờ, tôi và Lưu cư sĩ đến chỗ hẹn để gặp họ, thì thấy sư Chân Huệ và các đệ tử tăng tục của bà đã ở đó đợi sẵn. Chào hỏi xong thì tất cả cùng ngồi xuống. Tôi mới nói với sư Chân Huệ mấy câu thì Lưu cư sĩ bỗng thì thầm vào tai tôi: có thể trên thân Ni Chân Huệ là một con đại mãng xà. Bà Lưu nói đúng, vì đầu rắn đang lắc lư phát tín hiệu, hiển lộ tướng mạo rõ ràng. Tôi hỏi Ni Chân Huệ: bà tu pháp môn gì? Sư đáp: vốn là thiền tịnh song tu. Sau đó tôi xem băng đĩa, bèn đổi sang kiểu tu, chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi. Và thấy rằng khi mình niệm danh hiệu Phật chỉ có 4 chữ thì cảm giác phi thường tốt. Tôi hỏi sư Chân Huệ: nếu bà nhất quyết cho rằng tu theo thuyết chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi là đủ để độ người liễu sinh thoát tử, vậy thì Phật giảng nhiều kinh để làm gì? Bắt mọi người phải đọc và học bao nhiêu kinh đó, chẳng phải là làm lãng phí thời gian và cuộc sống của họ hay sao? Khác nào ngầm cho rằng Phật chẳng biết đến chuyện, chỉ xem một bộ kinh, niệm một câu Phật thôi là đủ để cứu chúng sinh thoát khổ. Thế thì người tung ra thuyết này có trí huệ cao hơn Phật ư? Còn nữa, từ Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lịch đại cao tăng đều dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, đều dạy chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô có nghĩa là quy y. Vì sao lại bác bỏ loại chữ Nam Mô ra, không cần niệm nữa? Bà thân là sư phụ, lại dạy người chỉ cần niệm 4 từ A Di Đà Phật thôi. Vậy có nghĩa là những gì lịch đại tổ sư truyền dạy từ xưa đến giờ thảy đều sai cả. Xin hỏi, bà xuất gia 9 năm rồi, tại sao chỉ vì xem một đĩa giảng thì phủ nhận hết tất cả những kiến thức trí huệ chứa trong kinh Phật mà mình đã từng theo học và tiếp thu suốt 9 năm? Bà một bề từ khởi thấy biết sai lệch, khăng khăng cố chấp, rồi nhất loạt bài trừ, phủ nhận hết bao kinh điển lẫn 84.000 pháp môn Phật giảng cho đa số, còn gạt phăng lời sư phụ dạy mình qua một bên, khiến đệ tử lầm mê theo, từ bỏ không học kinh điển, đánh mất cơ hội khai mở trí tuệ, tu trì chân chính. Bà làm vậy mà không thấy hổ thẹn ư? Bởi vì bà thay đổi pháp tu, gieo ảnh hưởng kinh động, khiến cả đám đệ tử chuyển sang tu sai lầm hết theo bà. Do chư Phật Bồ Tát từ bi, không nỡ nhìn ba người tu lạc sai theo bà, tự hủy hoại hết bao công phu chân chánh. Vì vậy, vị gá trên thân bà chẳng phải là quỷ quái chi nhập vào đâu, mà chính là linh thần hộ pháp đến giúp, bức ép bà phải tìm chúng tôi để chúng tôi giải rõ, chỉ thẳng cho bà hiểu. Nếu như bà chịu hồi đầu, tu hành theo con đường sư phụ bà đã dạy, thì bệnh bà sẽ lành. Ni Chân Huệ nói: tôi cũng thầm biết vị gá trên thân tôi không phải là quỷ,
bà đã biết là do hộ pháp làm ra, thế sao còn tuyệt thực? Bà không đáp. Tôi hỏi, bà có chịu quay về phương pháp tu hành chân chính trước đây để tiến lên không? Bà đồng ý. Đột nhiên Như Chân Huệ nói, vị hộ pháp trên thân tôi nói, ông ấy muốn ra đi, xin ngài sắp xếp giúp cho một chỗ. Tôi nói, hễ đến nơi nào thì chỗ đó tốt, còn hỏi tôi làm gì? Bỗng nhiên tôi nhớ tới bức tượng Địa Tạng cao hơn 1 mét mà họ mua biếu cho, đang để ở dưới lầu, liền bảo Mãn Xà trên thân Ni Chân Huệ rằng, tôi không đủ tư cách nhận thọ ông cúng dường, nên sẽ thay ông chuyển tôn tượng này đến cúng cho đạo tràng Trịnh Châu, nơi ấy hiện đang thiếu tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lúc này mặt Chân Huệ lộ vẻ hớn hở tươi cười, hiện sắc khinh an thư thới, đầu không còn lắc lư nữa. Trưa đó mọi người cùng dùng cơm với nhau, đại chúng chứng kiến cảnh vừa rồi tâm tư được xúc động. Phật, Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, vì thành tựu cho chúng sinh, nên dùng đủ phương tiện giáo hóa, giúp chúng ta không lìa chánh đạo. Ni Chân Huệ chịu hồi đầu, không những thành tựu cho mình mà còn thành tựu cho nhiều chúng sinh. Cảm tạ chư Phật, Bồ Tát đại từ đại bi. Lúc cáo biệt nhau, mọi người đều pháp hỷ sung mãn. Tối đó tôi về nhà, trong lúc kể lại việc này cho gia đình nghe, tôi bỗng thấy một cảnh tượng hiện ra giống như trong phim. Không có chính điện, Phật Thích Ca đang ngồi nơi tòa sen cao nhất ở giữa, xung quanh là 2 hàng thính chúng nghe pháp. Ở giữa 2 hàng chúng này có một lối đi. Như Chân Huệ quỳ ở giữa, đang chắp tay, trên đầu bà có một dần hào quang nhỏ. Tôi ý thức được là Phật đang khai thị chúng tôi. Ni Chân Huệ là vị thực tu, có công phu, song chỉ vì nhất thời mê muội mà đi sai đường. Bỗng tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm lướt về hướng Phật, đối diện với Mãn Xà. Ngài vẫy tay một cái, Mãn Xà liền tiến đến trước Phật, rồi quay sang Bồ Tát Quan Thế Âm. Bỗng Mãn Xà lắc mình, làm biển cả dậy sóng phát ra âm thanh rì rào. Trong chớp mắt, sóng biển tiêu tan, Mãn Xà cũng không còn. Chỉ thấy Bồ Tát Quan Âm đang đứng trên một con rồng. Tôi lập tức hiểu ra, con Mãn Xà gá trên mình Ni Chân Huệ chính là con rồng này hóa hiện. Lúc đó lòng tôi thật hưng phấn. Chư Phật, Bồ Tát đối với khởi tâm động niệm của chúng sinh không gì mà chẳng rõ. Mỗi người tu hành học Phật chúng ta cần phải khéo léo biến người gây chướng cho mình thành Bồ Tát. Nếu biết xem tất cả đều là Bồ Tát, bản thân mới có thể thành tựu. Tất cả phiền não, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng, xóm làng, đồng sự, vân vân, nếu khéo chuyển thì biến thành Bồ Đề. Nên gọi phiền não tức Bồ Đề. Chẳng những lòng ta không chán ghét đối phương mà ngược lại còn sinh tâm cảm kích. Nghịch cảnh đến thì nhận, đa số thiên hạ thường lý luận: người chẳng phạm ta, ta chẳng phạm người, còn nếu phạm ta thì ta phạm lại. Nhưng giờ đây chúng ta minh lý rồi, thì dù bị người bán gây nên lỗi, ta đều nghe như uống nước cam lộ, cho tiêu dưng tan nhập vào bất tư nghị. Tiêu dưng nghĩa là không khởi mãi mãi sân hận, ngược lại còn sinh tâm hoan hỷ. Nếu làm được thế thì sự việc tốt vi diệu không thể nghĩ lường sẽ phát sinh ngay trên thân bạn. Chư Phật, Bồ Tát, thiên địa quỷ thần đều sẽ hộ trì, trợ giúp người chân tu thành tựu đạo nghiệp. Chư Phật, Bồ Tát lúc nào cũng dõi theo sự tiến bộ trưởng thành của chư đệ tử. Người chân chính tu hành mà khởi tâm động niệm, hễ vừa có chút sai, lập tức sẽ bị báo ứng ngay. Đây gọi là chư Phật,
Bồ Tát luôn kịp thời gia hộ chỉnh sửa cho đệ tử, lúc nào cũng dẫn đường cho đệ tử. Vì vậy, khi bạn đóng cửa bị kẹt tai, ăn cơm nhai nhầm miệng, lưỡi, hoặc đang bước đột nhiên ngã nhào, hay không cẩn thận bị trẹo chân, hắt xì hơi hay cụp lưng, hoặc đi đường bị xe tông, da quẹt, thì những lúc ấy bạn phải nghĩ kỹ và kiểm xem vừa rồi mình có nói hay làm gì sai không? Thân, khẩu, ý có gì không đúng pháp chăng? Tâm có khởi tà niệm gì chăng? Đây chính là đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng lìa tu hành. Tu đến mức lúc nào cũng làm chủ được tâm, luôn tỉnh giác trước mỗi niệm khởi, không để chúng sai sử, dẫn dụ hành sai. Được vậy thì chỗ chỗ đều là đạo tràng. Mỗi một người tu đều có khuyết điểm, giống như bốn đệ tử của Đường Tăng, đều có thể gặp 81 nạn. Chỉ cần thời khắc nào cũng giữ chánh niệm, lấy giới làm thầy, khéo biến ma chướng thành trợ duyên giúp mình tu tiến, nhất định sẽ tăng thêm ích lợi cho bản thân, sớm thành tựu đạo nghiệp. Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả chúng sinh, pháp vốn không phân cao thấp. Chỉ vì căn cơ chúng sinh bất đồng mà có khác biệt. Vì vậy, hễ hợp cơ ắt là diệu pháp, nên thiền, giáo, luật, mật, tịnh, môn nào cũng bình đẳng, cũng hay nhất, mọi người đều có thể tu. Chỉ cần khéo tuyển lựa pháp môn hợp với mình thì sẽ thành công. Do chúng sinh căn tính và pháp duyên có ngàn muôn sai biệt, nên không thể dùng một pháp tu làm chướng ngại các pháp khác. Nếu như vừa đi lệch khỏi con đường đạo pháp thì phải kịp thời tu chỉnh lại ngay như Ni Chân Huệ. Thế thì đối với những ngôn luận tuyên bố không đúng pháp trong đạo, ta phải ứng xử ra sao? Có một bài kệ xin chia sẻ cùng đại chúng. Mạc thế thuyết pháp, có sai có chánh, cần bỏ thì bỏ, cần dùng thì dùng, tùy duyên quá độ, sân tức mê muội. Những người không tin, phỉ báng Phật là tự tạo vô lượng lỗi. Quả báo của họ sau khi chết, nếu ta nhìn thấy được sẽ khinh tâm. Chư Phật Bồ Tát luôn đại từ đại bi, hằng quan tâm đến chúng sinh nơi ác đạo, dùng đủ phương tiện để quá độ, bao gồm cả trách quở nghiêm khắc, mong cứu chúng sinh bị đọa lạc. Chúng ta phải biết, chư Phật Bồ Tát giáo hóa người, không phải chỉ toàn dùng lời ái ngữ dịu dàng, mà đối với những chúng sinh cứng đầu ngỗ nghịch, có lúc các ngài cũng phải hiện thân kim cang, trừng mắt thịnh nộ. Những cảnh địa ngục đau khổ trong kinh mô tả có nhiều vô cùng, không thể ghi chép ra hết. Xin đại chúng hãy tìm xem trong kinh sẽ rõ. Giờ tôi xin kể tiếp một câu chuyện. Quả Tiệt. Quả Tiệt từ nhỏ tay phải mất thính lực, thời tiểu học mắc bệnh viêm cơ tim, phải nghỉ học nằm viện, sau đó còn bị bệnh gan. Năm 16 tuổi, đột nhiên đầu cháu nhức thống thiết, hôn mê suốt 5 ngày, tỉnh dậy rồi thì không biết chữ, thậm chí 1 cộng 1 là mấy cũng tính không ra. Bác sĩ phán, do ngày trước huyết quản não bất thường, não bị tẩm huyết, nên phải phẫu thuật. Tuy mổ thành công, nhưng không lâu lại bị động kinh, lúc lành lúc phát, nên chẳng thể đi học. Cha mẹ cháu vì vậy khổ tâm khôn xiết, mãi đến khi xem sách Báo Ứng Hiện Đời, rồi gặp được tôi, thì họ bắt đầu ăn chay, tụng kinh Địa Tạng. Nhờ vậy bệnh động kinh của cháu ngừng phát tác. Một năm sau, mẹ cháu gọi điện cho tôi kể: tối qua toàn thân Quả Tiệt co rút, nhưng không còn bị nôn ói dữ dội như trước đây. Tâm trí vẫn tỉnh táo, biết một bề niệm Phật. Cha mẹ hiểu là dù có đưa cháu đến bệnh viện khám cũng vô dụng,
nên họ đồng quỳ trước điện Phật nhà mình chí thành niệm Phật. Lát sau thì cháu ổn lại. Sáng ra, cháu hối thúc mẹ mình hãy mau gọi điện thoại cho tôi. Tôi bảo bà, có thể con gái bà đang nhớ nhưng tơ tưởng đến một nam nhân, không tiện nói qua điện thoại. Trước tiên, bà hãy khuyên con không nên nghĩ rằng tưởng loạn, ngày mai tôi sẽ đến nhà bà bàn chuyện. Hôm sau tôi đến gặp họ, quả tiệc trông có vẻ yếu. Trước tiên tôi xác nhận cháu nửa năm nay có cố gắng tụng kinh niệm Phật nhiều và đã lạy hình Ngài Tuyên Hóa đủ dạng lại, đã thành đệ tử Ngài. Tôi khiêm cháu chịu khó học tập, làm việc nhà siêng năng và cũng chỉ ra những lỗi lầm. Tôi hỏi, có phải con đang nhớ tới nam nhân? Mặt quả tiệp đỏ lên, khẽ gật đầu và nói, con kềm chế không được. Tôi bảo, sư phụ bảo ta nên nhắc con, tụng kinh niệm Phật là để giải nghiệp. Khi nghiệp chướng đời trước tiêu trừ, thì bệnh sẽ lành. Nếu như lòng con tâm dâm vừa sinh khởi, thì thần hộ pháp sẽ lập tức xa lì con ngay, và quan gia cái chủ sẽ thừa cơ tiếp cận, đòi nợ, hành hạ, báo oán con. Ta cũng biết, đang độ tuổi xuân mà cấm con không được nghĩ đến người khác phái, chẳng nên yêu đương thì quá khó cho con. Nhưng nếu muốn giải nghiệp, con cần phải tu và làm được những điều khó làm. Chỉ có chân thực tu hành mới được chư Phật, Bồ Tát gia hộ. Lúc tâm khởi niệm sai quấy thì nên kịp thời điều phục thì không sao cả. Đợi đến khi con 25-26 tuổi, tốt nghiệp sẽ tiêu trừ, khi đó tự con cũng có thể nhận ra. Lúc ấy, nếu con còn muốn kết hôn, nhất định sẽ gặp người có thiện duyên với mình. Tháng 4 năm 2006, tôi lại nhận điện thoại, mẹ quả tiệp gọi tới, nói, có tổng giám đốc của một công ty lớn nọ là bạn thân của họ, đang mở tiệm chơi bowling, biết con gái bà đang rảnh, nên muốn giúp đỡ họ bằng cách để dành cho nó một chân làm việc ở quầy thu ngân, và hỏi quả tiệp có chịu đi làm hay không. Bà hỏi ý tôi phải làm sao? Tôi không trả lời. Quả tình có thầm lo. Nếu quả tiệp đi làm, e là trong môi trường tiếp xúc có nhiều nam giới, nó khó mà khống chế được tình cảm yếu đuối của mình. Do vậy tôi đề nghị, để tự nó quyết định. Tất nhiên quả tiệp chọn đi làm. Một ngày mùa thu tháng 8, mẹ quả tiệp lại gọi điện tới, kể, tối qua con tôi phát bệnh, sức khỏe rất xấu, hiện giờ không ngóc dậy nổi, nó cứ thúc tôi phải gọi điện cho ngài. Ngay lúc ấy tôi nhận ra, tâm quả tiệp đang tơ tưởng đến nam nhân, nên liền tra gạn, thì quả nhiên đúng thế. Mẹ nó nói, gần đây cháu về nhà, ngó bộ tinh thần bất định, nghe nó kể có một nam sinh thường nhắn tin cho nó. Do cảm thông quả tiệp từ nhỏ đến giờ luôn bị bệnh hành, tôi bảo mẹ con họ hãy đến chỗ tôi, sau đó tôi kể câu chuyện tiền thân của quả tiệp cho bọn họ nghe. Vào thời quá khứ, có một đôi vợ chồng gia đình giàu có, nhưng không con, thế là họ đi chùa, đến chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm cầu con. Không lâu thì bà vợ mang thai, sinh ra một bé trai khôn ngô tuấn tú, tạm gọi là Bảo. Cả nhà cưng như châu ngọc. Bảo tính thông minh, nhưng do được nuông chiều quá mức nên càng lớn càng kiêu ngạo, chẳng nể nang ai, muốn làm gì làm đó, làm toàn theo ý mình. Lúc này cha mẹ muốn quản giáo cũng đã muộn, chỉ biết tiếc hận mà thôi. Sau đó thân phụ chàng tạ thế, mẹ vẫn cưng chiều. Bảo ngày càng phát thói tệ xấu, không làm việc, thường kết bè cùng bạn ác, lê lỏng đàn điếm ăn chơi, qua lại chốn thanh lâu nhậu nhẹt mua dư. Sau đó trong nước xảy ra chiến tranh, Bảo cũng tùng quân đánh giặc, giết người không ít. Tàn cuộc chàng hồi hương, cưới vợ sinh con, vẫn không lo làm việc, chỉ biết ăn xài quan phí, tiền toàn là chia ra không thu vào,
nên dần cạn kiệt. Vợ bảo khuyên can, chàng cũng không thèm nghe, còn nổi tịnh nộ ra tay đánh đấm, tát mặt đá vợ, khiến nàng bị trọng thương, hôn mê cả một ngày một đêm mới tỉnh. Kết quả, tay phải nàng bị biết, toàn thân bầm dập, mang nhiều vết thương trong lẫn ngoài. Hơn nữa đầu còn bị đau nhức không ngừng, có chữa trị mấy cũng không hết, và nàng lìa đời. Gia đình nhà vợ tức giận kiện thư lên quan, bảo bị bắt thẩm tra, mẹ chàng phải bán hết gia sản mới cưới được con trai toàn mạng, bảo bị kết án sung vương lưu đày. Đến lúc chàng trở về nhà thì mẹ đã mất, chỉ còn căn nhà trống, chàng phải bán nhà để sống qua ngày, nhưng vẫn quen thói bê tha truy tìm quan lạc. Cuối cùng cũng đến một ngày, tiền của hết sạch, bảo phải lang thang ăn mày, biến thành kẻ trộm cắp chôn chĩa, thường bị người dây đánh. Đến một ngày nọ, chàng té nằm trên đất, toàn thân co giật, miệng trào đờm. Người chung quanh nhìn thấy cũng không ai thèm giúp. Sau đó tuy bảo chẳng chết, nhưng sống bần khốn suy sụp, luôn bị người phỉ nhổ. Lần nọ, trong lúc đang phát bệnh co giật, thì bỗng có một chiếc xe ngựa đi ngang qua và dừng lại. Thấy nha đầu vừa đỡ một phu nhân quyền quý trên xe bước xuống, bà tiến đến gần chàng, khom lưng nhìn, rồi đưa tay bấm vào mấy việt đạo trên thân bảo, chàng lập tức hết co giật. Bà bèn lệnh cho phu xe mua nước rửa mặt cho chàng và ban tặng thức ăn. Chàng nhờ vậy hồi sinh. Lúc này phu nhân cảnh báo, nhắc nhở với mọi người rằng, sở dĩ bảo sa cơ đến bước đường cùng này là do tội ngỗ nghịch bất hiếu, tạo lắm điều ác mà ra. Bà khuyên dân làng nên lấy chàng làm gương, sống phải biết hiếu thuận cha mẹ, cư xử tốt với người phố ngủ, phải làm tròn bổn phận thiên chức của mình trong gia đình, nên đoạn ác tu thiện mới mong phúc đến bệnh tiêu. Khuyên nhắc xong, bà hỏi chàng, nếu chịu cải tà quy chính thì sẽ giúp đưa đến chùa cạo tóc tu hành, không còn phải lo chuyện ăn mặc. Bảo nghe nói vậy rất hoan hỷ, bèn lại tạ rồi lên xe cùng đi. Chàng xuất gia xong, chọn ngày tụng kinh bái Phật, nhưng tâm dâm chưa đoạn nên đã phá giới, phạm dâm lên nhen. Vì vậy sau khi chết rồi thì vào địa ngục thọ tội, mãn kiếp thì đầu thai vào cõi súc sinh. Tôi kết luận đó là chuyện tiền kiếp của quả tiệt. Đời này được làm người, tuy mang thân nữ, nhưng khổ báo của nghiệp cũ vẫn chưa hết. Do vậy mà ngay từ nhỏ bị bệnh tật triền miên, nhờ đời trước từng xuất gia tụng kinh nên nay được gặp Phật pháp tu theo. Song nếu muốn giải túc quán tội nghiệp thì tuyệt đối không được để tâm dâm ngâm nha vọng động. Quả tiệt nghe xong kinh hoàng tỉnh ngộ, liền dũng mãnh phát nguyện, xin thề từ đây không nghĩ sằng tưởng loạn, quyết chẳng tái phạm lỗi dâm ái nữa, đời này nhất quyết tu cho thoát ly tam giới. Hai ngày sau quả tiệc lại đến. Long vàng. Có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi, hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Vừa may họ gặp hòa thượng Diệu Pháp ngay tại đây, bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa thượng Diệu Pháp nói, bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không? Vợ ông Trương đáp, dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làng mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm bếp trưởng. Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm, toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét, trông nó rất là hùng tráng oai vệ. Bà Trương nghe hòa thượng tả, cả kinh,
mặt mày thất sắc, té nhào xuống ngay một cái đùi. Bà dập đầu lia lịa, lắp bắp: "Ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn hết trọi. Đây kêu là ác hổ ác báo hả? Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ. Con nguyện chết thay cho ông ấy." Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ, người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe hòa thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài nói giọng hơi run: "Sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về, phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Vì chồng con sát hại gà nhiều, nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là, chồng con phải xuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó." Và hòa thượng hỏi tiếp: "Có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không?" Bà Chương cảm nghĩ nhớ lại, khẳng định: "Dạ đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi." Hòa thượng nói: "Con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà, hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới, thành là một con phượng hoàng." Bà Chương nói: "Dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ?" "Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng thì có thể thỉnh tăng nhân tụng, nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân quỷ thần nào đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con. Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi: "Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không ạ?" "Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy,
thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại. Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc. Thấy trâu khóc không nỡ giết, nào ngờ nhận được ơn báo đáp to lớn của nó. Phật gia thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa phù đồ. Mỗi sinh mệnh trên đời đều rất đáng quý, không chỉ con người mà cho dù là động vật cũng thế, chúng đều mong được sống, được tồn tại. Trong nhà của Dương Đại Vĩ có nuôi một con trâu. Nó đã sống 7-8 năm nay, càng ngày càng già yếu. Khoảng gần nửa năm trước, cha của Dương Đại Vĩ có nói rằng đối với Dương gia, con trâu này có công lao rất lớn. Vì vậy, sau này dù có già yếu, không thể kéo cày được nữa, thì cũng phải tiếp tục nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó thật tốt, cho nó ăn những loại thức ăn tốt nhất có thể. Nhưng chưa tới nửa năm, Dương lão cha mắc bệnh nặng rồi qua đời. Dương Đại Vĩ vì tổ chức tang sự cho cha nên đã mượn tiền rất nhiều người ở trong thôn. Thấy thời gian ước định trả tiền cho người ta sắp đến rồi mà trong nhà lại không có tiền. Dương Đại Vĩ rất lo lắng, suy nghĩ đau cả đầu nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào cho tốt cả. Lúc này, vợ anh ta mới đưa ra ý kiến là đem con trâu già kia giết thịt đi bán lấy tiền trả nợ. Nghe vợ nói thế, Dương Đại Vĩ có chút do dự nói. Không phải là cha đã nói con trâu này có công lao rất lớn với nhà chúng ta, cần chúng ta chăm sóc nó thật tốt rồi sao? Cha qua đời chưa tới nửa năm mà bà đã xúi tôi giết thịt con trâu kia là sao? Vợ của Dương Đại Vĩ chỉ vào đầu chồng rồi nói, chồng ngốc à, cha nói vậy là đúng rồi, nhưng đó là trước kia. Hoàn cảnh nhà chúng ta bây giờ không còn như trước, vì làm tang sự cho cha nên mắc nợ người ta không ít tiền. Nếu tiếp tục kéo dài không trả thì thanh danh nhà mình sẽ bị mang tiếng không tốt. Ông cũng biết khi cha còn sống, coi trọng nhất là thanh danh. Nếu ông dám làm bẩn thanh danh mà cha đã gìn giữ thì xem như nhắm mắt ông có mặt mũi nào đi gặp cha nữa hay không? Dương Đại Vĩ nghe vợ nói vậy, nghĩ cũng có đạo lý. Suy đi nghĩ lại hồi lâu mới gật đầu đồng ý với vợ. Vì chủ ý đã quyết nên hai vợ chồng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc làm thịt trâu. Con trâu này đã già, không còn khỏe như trước kia, nhưng cũng không thể coi thường. Sợ xảy ra sự cố nên Dương Đại Vĩ mời một người đồ tể chuyên làm thịt trâu bò trong thôn đến giúp với tiền thù lao là 20 cân thịt. Hai người dắt trâu ra khỏi chuồng,
rồi dùng dây thừng trói chặt bốn chân lại, khiến con trâu không đứng vững được nữa mà chậm chậm ngã xuống nằm trên đất. Dây thừng càng lúc càng siết chặt, làm cho con trâu không thể vùng vẫy được nữa. Dương Đại Vĩ đứng chắp tay trước con trâu, rồi cúi đầu vái nó một cái, trong lòng thầm nói: "Xin lỗi, ta không còn biện pháp nào nữa nên mới giết ngươi, hy vọng ngươi không oán trách ta." Nói xong, ý bảo người đồ tể bắt đầu xuống tay làm thịt. Ngay lúc đó, con trâu rống lên một tiếng thê lương, rồi theo đó xuất hiện một dòng nước mắt tuôn trào như là đang cầu xin mọi người đừng giết nó. Người đồ tể thấy vậy liền do dự, nghĩ rồi vứt đao xuống đất nói: "Đại vĩ, trâu chảy nước mắt thì không thể giết nó, quả thật là không nên giết." Dương Đại Vĩ không thể tưởng tượng được con trâu cũng giống như con người, cũng rơi nước mắt khóc thương. Nhìn dáng vẻ bi thương của nó, Dương Đại Vĩ cũng không đành lòng, cầm lấy đao của đồ tể nằm trên đất rồi tiến đến bên con trâu. Con trâu tưởng rằng Dương Đại Vĩ quyết tâm giết mình nên nhắm mắt lại, làm ra vẻ sẵn sàng chờ chết. Nào ngờ Dương Đại Vĩ lấy đao cắt đứt từng sợi dây thừng trói trên chân của nó rồi nói: "Nếu không nhìn thấy dòng nước mắt của ngươi, có lẽ chúng ta đã làm ra cái việc sai trái rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ có cái ý nghĩ sai trái này nữa. Ta sẽ nghe theo lời của cha dặn, nuôi dưỡng ngươi thật tốt." Nói rồi dắt trâu trở về chuồng, lấy một bó cỏ tươi tốt cho nó ăn. Sau khi người vợ biết việc này cũng sợ hãi không thôi. Đây là lần đầu tiên cô nghe việc trâu chảy nước mắt. Cô nói với chồng rằng: "Cũng may là ông chưa giết nó, bằng không chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn. Dù thiếu tiền người khác thì cũng không thể nghĩ đến việc giết con trâu này nữa. Ngày mai tôi sẽ về bên nhà mẹ mượn tiền, trước đem tiền trả cho người ta, rồi sau nghĩ biện pháp khác." Sáng hôm sau, người vợ về nhà người mẹ mượn tiền. Dương Đại Vĩ rảnh rỗi không có việc gì làm nên dắt trâu ra cho đi ăn cỏ. Nào ngờ vừa mới ra khỏi cổng, đột nhiên con trâu phóng như điên, chạy một đoạn thật xa nó mới dừng lại. Lúc Dương Đại Vĩ tìm thấy nó thì thấy nó đang đứng liếm một khối đá nằm trên đất. Dương Đại Vĩ cười nói với nó: "Người thật là cỏ không ăn lại đi liếm cục đá làm gì?" Con trâu trống lên một tiếng, lấy đầu lưỡi lật qua lật lại cục đá liếm vài lần. Dương Đại Vĩ lấy làm lạ, đưa tay thử sờ cục đá. Nhưng đây đâu phải là cục đá, mà rõ ràng giống miếng thịt thì đúng hơn. Nhìn lại thì lại giống như một loại nấm mềm. Dương Đại Vĩ kinh ngạc. Cái vật này không biết là như thế nào mà sinh trưởng được. Nếu nói nó là thực vật, nhưng nó lại tùy ý di động. Nếu nói nó là động vật, nhưng lại nhìn không thấy có chút đặc trưng nào của động vật cả. Dương Đại Vĩ gặp được vật kỳ quái, liền cột trâu lại cho nó ăn ở cỏ ruộng, mang vật kỳ quái trở về tìm hỏi những người già trong thôn. Trong thôn có một vị tiên sinh dạy học, đã từng đọc qua rất nhiều sách. Dương Đại Vĩ thường hay gọi ông là Trần Đại Bá. Trần Đại Bá cẩn thận nhìn, rồi dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi hương vị, rồi vui mừng nói: "Đây là nấm linh chi thái tuế, là nấm linh chi thái tuế đó." Trần Đại Bá nhìn thấy dáng vẻ ngây người của Dương Đại Vĩ thì lên tiếng giải thích: "Thái tuế chính là loại nấm có tên gọi nhục linh chi. Có truyền thuyết nói rằng đây là loại thuốc trường sinh bất lão mà Tần Thủy Hoàng từng tận lực tìm kiếm. Trong cuốn Thảo Mộc Cương Mục của Lý Thời Trân cũng có ghi chép, xem nó là bản kinh thượng phẩm.
Những người sống ở thành thị xem nó như trân bảo. Dương Đại Vĩ, anh nhặt được khối này xem như là một bước phát tài rồi. Dương Đại Vĩ nửa tin nửa ngờ, mời Trần Đại Bá cùng đi vào thành phố một chuyến xem có thể bán được nó đi không. Khéo trùng hợp, hai người bọn họ vừa mới đem Nhục Linh Chi xuất ra, thì có một ông lão mặc bộ quần áo kiểu Trung Sơn xuất hiện. Vừa nhìn thấy cây nấm, hai mắt ông lão không rời đi được. Cẩn thận dò hỏi lai lịch cây nấm xong, ông lão lập tức báo cho người nhà bảo họ mang tiền đến để mua cho được cây Nhục Linh Chi này. Khi đem lên cân, cây nấm nặng hơn 10 cân. Hơn nữa, số tuổi không nhỏ, cho nên ông lão trả cho Dương Đại Vĩ 20 vạn đồng, rồi vui vẻ mang cây Nhục Linh Chi đi. Trong nháy mắt, kiếm được 20 vạn đồng tiền, Dương Đại Vĩ mừng rỡ không nói nên lời. Có khoản tiền này thì không chỉ có thể trả hết nợ nần mà còn có thể mở rộng căn nhà đang ở, mà tất cả đều là nhờ vào công lao của con trâu già kia. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của vợ mình khi mang tiền về đặt trước mặt cô ấy thì Dương Đại Vĩ nhịn không được bật cười ra tiếng. Thật sự là người tốt, tất sẽ có phúc báo. Bỏ qua một mạng của con trâu già lại có thể gặp được phú quý vô cùng. Đức Phật dạy, con người trải qua quá trình nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật đã tóm tắt trong một bài kệ của Kinh Pháp Cú là: rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Cho nên khi ta làm việc thiện, sống hiền mà chưa được hạnh phúc, nghĩa là ta đang trả nợ nhân quả của quá khứ chưa hết. Nhận thức được điều ấy, cần phải nỗ lực, cần tu hơn nữa, cần phải quán chiếu để thấy rằng mình phước mỏng mà nghiệp dày. Càng phải vững mạnh mà tu tập, chứ không phải thối tâm bồ đề, bỏ bê tu tập. Nếu làm như vậy là chúng ta tự hại mình, bởi trong khi nợ cũ trả chưa xong thì nợ mới lại chồng chất nữa rồi. Mỗi việc tốt chúng ta làm đều là những nhân lành, nhân tốt. Nhưng để có được kết quả tốt thì chúng ta phải kiên trì. Nhân tốt mà chúng ta không vun trồng, hoặc là chúng ta trồng mà chúng ta không kiên trì trong việc bảo vệ thành quả tinh tấn, thì làm sao chúng ta có một cái kết quả tốt được? Xưa có câu: sở dĩ bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất phong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng thượng thọ là chỗ này. Trải qua trăm nghìn kiếp, tất cả những cái nhân quả mình đã gieo trồng là nó không mất. Khi nào đủ nhân duyên thì mình sẽ thọ, cho dù nó là quả thiện hay quả ác. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái đuôi chó xoắn ruột gà. Ngày xưa có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng: ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép, anh ta sụp lạy lia lịa, xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than vang quỳ lại vị nhân, cố sức nảy nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được,
Vị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng: "Thôi, ta cho ngươi phép này. Hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được. Là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật người lập tức." "Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết." Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng phu rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt. Thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng: "Ta là thần linh, phải cắt việc lập tức. Để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện." "Xong cả, đem vàng bạc lại đây." "Đủ hết rồi đó." Phá rừng này dựng lên một đô thị. "Đã hoàn thành." Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm: "Biết cắt việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Cắt việc cho mau, không thì ta nuốt sống." Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. "Chuyện gì vậy?" "Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi." Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. "Thôi, ta chỉ cho một cách. Con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, giao cho thần uống thẳng, mau đi." Hắn lật đật chặt đuôi chó, trao điện cho thần: "Kéo ra ngay." Thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: "Bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua." Cuộc đời khác nào chi, cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra, nó lại xoắn lại. Trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình. Câu chuyện thử lòng. Vui thay sáng lạng cả trời, hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi. Đại từ Đức Phật ra đời, đem thuyền Bát Nhã độ người trầm luân. Thiều quang chói lọi cõi trần, hỡi ai có biết hồng ân gần kề. Ca di ánh sáng đã về. Tiếng hát trong thanh ấy gần như ở tận cõi trời xa đưa lại, bay lạc trong gió, thoảng lanh lảnh dội từ rừng này sang rừng khác, từ non cao đến động thẳm, từ biển cả đến đồng bằng, chẳng chỗ nào mà không nghe đến nhạc điệu thần tiên ấy. Từng đàn bướm cánh vàng, xanh đỏ tím, bay liệng nhẫn nhơ, rập rờn trên cành hoa thắm, từng đàn chim non ríu rít ở trên cành cây, từng đàn sóc xinh đẹp ranh mảnh, rượt bắt nhau lẹ làng trên cổ thụ, cả thảy đều truyền nhau cái tin mừng qua kẽ lá. Những điệu nhạc du dương, những âm thanh đều đặn như diều dặt ở mấy tầng không, vang động những làn sóng điện của bể trần. Chúng sanh ơi, đấng giải thoát đã đến rồi. Đi, ta hãy đi cùng về phía nam, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn để chờ ngài giác ngộ. Tạo Phật tưng bừng vừa mới tái sinh. Trên trời, sương mù đã tan hẳn, phần thái dương ẩn hiện sau đám mây thưa, chiếu ánh sáng huy hoàng trong khoảng không gian trong tạnh. Lòng người như cảm thấy một điềm lành, một ánh sáng thiêng liêng để phá tan bóng tối của cõi đời. Những cánh hoa sắp héo bỗng chuyển sang màu xanh biếc, nhưng cái ảnh hưởng huyền diệu nhất của ánh sáng này là nó biến đổi lòng người trong nháy mắt. Con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Kẻ sát nhân bỗng ghê rợn bàn tay đẫm máu của mình, bèn ăn năn hối tiếc. Chị bán hàng đang cân thiếu, bỗng giật mình không dám gian lận nữa. Người đau yếu mỉm cười trên giường bệnh, cách hẳn tiếng rên than và nghe lòng mình ấm dịu, reo nhảy một nguồn vui.
kẻ sắp lìa trần, không còn sợ hãi mà được an tĩnh và đầy hy vọng. Người giàu sang vương giả không còn thiết tha cảnh vào ra đài cát, đâm ra chán nản mùi phú quý hồng trần, muốn tìm đường thiên liêng giải thoát để độ rỗi linh hồn. Ngày hôm ấy, khi Phận Ô vừa gác non đài, bóng hoàng hôn hiện giữa rừng sâu rung động chập chờn trong làn gió lạnh. Rải rác ở cánh đồng cỏ lục, vài ba chú nông phu với cặp bò vàng đi về phía chân đồi xanh biếc. Giữa cánh rừng hoang tĩnh mịch, thỉnh thoảng những tiếng chim rủ nhau về tổ. Trên núi tuyết, gió lạnh từ xa thổi đến, ngào ngạt hương thơm của trăm thứ hoa rừng, xen lẫn mùi ngọt dịu của trái chín mùi. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật Thích Ca đang ngồi kiết già, trầm tư mặt tưởng, chân xếp bằng, tay để trên gối, đầu ngay thẳng. Ngài ngồi tham thiền yên lặng như pho tượng đá. Trong cõi âm u tĩnh mịch, hào quang Đức Phật tỏa sáng, rực rỡ cõi trời và ân huệ của Ngài cũng ban ra khắp chúng. Thỉnh thoảng, vài con sóc vàng nhảy lên vai Ngài. Vài con bạch điểu xinh tươi nghiêng đầu vào cánh tay Ngài như mong chờ mơn trớn. Cái không khí thiêng liêng tràn đầy bác ái khiến cho kẻ nào thiếu đức tin đi ngang qua đó cũng phải cúi đầu quỳ gối kính phục. Như những thú rừng hung dữ kia mà khi đến gần Ngài cũng hóa ra hiền lành và kính sợ. Nhưng kìa, con nai cái đang nằm ốm con dưới áo Ngài lại ngước mõm lên ngửi trên không một cách lạ thường. Dường như có linh tính đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Một tiếng động rập rền ở tận phương xa đưa lại, rồi kế tiếp tiếng nện gót giày một cách vội vàng trên mặt đất rêu xanh, làm xào xạc cây cỏ, phá tan sự tĩnh mịch của cảnh rừng im lặng. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc xinh sang diễm lệ, đeo ngọc ngà châu báu khắp mình, xăm xăm đi lại chỗ Đức Phật. Trước vẻ uy nghiêm, an tịnh và hiền lành của Đức Phật, chàng bỗng khiếp sợ, vội vàng quỳ mọp xuống chân Ngài một hồi lâu. Khi đứng dậy, hết sức cung kính, trong khi đó, Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng trong cặp mắt Ngài cũng nảy ra một tia sáng dịu dàng, chứa chan vẻ từ bi bác ái. Chàng thiếu niên ấy nói, Bạch Đức Thế Tôn, con xin kính lạy Ngài, còn ở tận xứ xa, từ nước Cam Sa Ba trải qua ngàn dặm xuyên sơn mới tới đây. Con là Đông Cung Thái tử Đê Dê Ta, đến xin Ngài một chút an lành. Đức Thế Tôn ơi, từ khi con nghe đặng thanh danh Ngài, con không còn an nghỉ đặng nữa. Cung điện nhà vua, kho vàng lẫm bạc, hoàng thân quốc thích, cho đến mỹ nữ cung phi, nhan sắc tuyệt trần, cũng không làm con phi dạ. Cả bả đỉnh chung mùi phú quý, hết làm cho con say đắm nữa. Con muốn tìm cái gì cao thượng hơn, trường cửu hơn và thiêng liêng hơn. Lạy Đức Thế Tôn, con xin Ngài chỉ giáo cho con và thâu nhận con làm đệ tử. Ơn đức ấy, ngàn năm con nguyện khắc cốt ghi tâm. Đức Phật vẫn điềm nhiên trầm tĩnh, không thốt một lời nào. Ngài nhìn Thái tử một cách dịu dàng, hiền lành và thương xót. Thái tử nói tiếp, Đức Thế Tôn ơi, xin Ngài huệ cố chỉ dạy cho con rõ, xin Ngài hỷ xả cho con biết con có xứng đáng cái đặc ân này chăng? Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con còn bé, con đã giữ mình tinh khiết, con tập làm lành lánh dữ, thuận với luật trời. Con giữ vẹn càng thường đạo lý, sớm công phu, chiều bái sám, hằng xem kinh sách trong mình. Những hành vi của con như thế, Ngài cũng đã rõ lắm rồi. Vậy Ngài cho con biết con có đủ tư cách làm người đệ tử chăng? Đức Phật chỉ đáp vỏn vẹn rằng, không. Thái tử Đê Dê Ta làm thất vọng, buồn rầu bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, vậy con phải làm sao mới đặng? Con cúi xin Ngài phán cho con rõ, con nguyện sẽ đem tất cả bình sanh chí lực tuân theo, hầu được Ngài hạ cố, thâu con làm đệ tử. Con tự tìm thấy, rồi con sẽ rõ. Ôi, con biết tìm cái gì bây giờ? Hoàng tử nói với giọng đau thương, trung cảm vô ngần, nhưng Đức Phật vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lặng lẽ. Hoàng tử mới tiếp rằng, Bạch Đức Thế Tôn cao cả, vậy thì để con tự tìm lấy, có lẽ Ngài muốn thử lòng con. Đức Phật nói, phải,
Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ Ngài cho phép con trở lại hầu Ngài nữa? Bảy trăng sau mùa mưa này. Thái tử Dejeta lặng lẽ mọp xuống một lần nữa, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, chậm rãi ra đi. Đoàn quân hộ tống khuất dạng trong đêm khuya, thanh khí nhẹ nhàng trở lại dần tứ phía. Mảnh trăng rằm treo lơ lửng trên những chóp núi cao đầy tuyết phủ, dòng ánh sáng trăng màu sữa chảy lai láng trên không gian tĩnh mịch. Muôn sao nhấp nhánh, kết thành ngàn chuỗi hạt kim cương. Rừng đêm khuya lặng lẽ như tờ. Dưới cội bồ đề, Đức Phật cứ mãi tham thiền, đưa tâm linh lên tận cõi niết bàn cực lạc. Con nai cái hiền lành, tựa đầu lên gối Ngài, liêm diêm đôi mắt. Bảy trăng vừa qua, ngày kỳ hạn đã đến. Cũng dưới cội bồ đề, cũng tại mé rừng hoang ấy, Đức Phật đang đợi chờ. Mặt trời đã dần lặn, ẩn đau một vùng phía tây, rồi dần dần biến thành màu xám sậm. Từ phương đông, mây đen kịch nặng trĩu, đủ các hình thù kỳ quái kéo đến. Bỗng chớp nhoáng sấm sét vang động, gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây oằn oại, lá cuốn bụi bay. Cả thảy đều báo tin trận bão to sắp đến. Thú rừng xôn xao rạo rực tìm nơi ẩn trú. Chim từng đàn bay núp dưới cội bồ đề, kêu líu lo ríu rít ra dáng hải hùng. Một con beo cái chui vào chân Phật, điềm nhiên an tĩnh như không biết cảnh giông tố bên ngoài. Mưa bắt đầu tung xuống, nước chảy ào ào như lở núi lở non, gió thổi mạnh, kêu vi vút, xô ngã nhiều cây đại thụ, thật là đáng khiếp. Nhưng cảnh bão bùng sấm sét hiểm nguy như thế, không cưỡng chế được lực bên trong. Đúng giờ kỳ hẹn, Thái tử Dejeta đã quỳ dưới chân Phật, rồi vì rét mướt, vì cảm động, Thái tử lặng lặng dây lâu mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến từng ngày để cái buổi hạnh phúc hôm nay. Đối với lòng con mong mỏi, thấy thời gian qua rất chậm và hôm nay. Ôi, giờ phút thiêng liêng đã đến, sung sướng cho con biết dường nào. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con phân lệnh Ngài về nước, con ráng dồi mài đạo đức, con giữ mình khiết bạch, chịu khổ hạnh nhiều bề. Ăn không dám no, ngủ không dám ngủ kỹ, để kiềm thân sát thân. Con buộc mình thức khuya dậy sớm, tham thiền, sửa tánh để ăn năn sám hối. Vậy hôm nay, Ngài có bằng lòng thâu con làm đệ tử chăng? Đức Phật trả lời: Không. Vừa nghe lời vắn tắt này, Dejeta rất đổi kinh hoàng, nghẹn ngào rưng rưng giọt lệ, vén áo lên chùi với bao nỗi thất vọng. Hoàng tử lặng lặng một hồi lâu mới lập cập bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi bác ái, thương xót con, cho con hiểu làm sao con không được Ngài thâu làm đệ tử. Đức Thế Tôn ơi, xin Ngài giải rõ cho con nhờ. Trong lúc ấy, con bèo cái ngẩng đầu lên ngó hoàng tử mà hầm hừ. Đức Phật đưa tay vuốt ve nó. Lúc bấy giờ, sấm sét đã dứt, mây tan mưa tạnh, cảnh Phật trở lại êm đềm như cũ, tựa hồ như để lắng nghe lời Phật dạy. Này, hoàng tử cao quý ơi, những sự thử lòng mà ta mong chờ ở con chẳng phải thuộc bên ngoài mà chính về cõi tâm tình của con. Vậy ta chẳng biểu con bỏ vợ và cung phi mỹ nữ đâu. Ta chẳng biểu con ly gia đình, cắt ái để hủy bỏ cuộc đời xuân xanh lạc thú của con đâu. Ta nào bắt con chịu khổ hạnh để ép mình trì giới. Không, không đâu, ta không muốn con dứt bỏ những gì bên ngoài trong khi tâm con còn vương vấn những cái không hay. Bởi kiếp xưa con vụng đường tu, gây ra nghiệp chướng nặng nề, kiếp này tự nhiên con phải trả. Nhưng khi con đứng trước sự thử lòng khó khăn kia, thì con không có đủ nghị lực để thắng nó. Con đã sa ngã một cách sỉ nhục, ương hèn mà con không hay. Vậy con hãy trở lại làm người đạo đời suông, chớ những cách hành thiện của con có đủ điều kiện để làm người đệ tử. Nghe dứt mấy lời Phật nói, hoàng tử Dejeta như sét đánh vào tai, vừa thảm đạm vừa hổ thẹn mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi chỉ cho con rõ con sa ngã ở chỗ nào. Nói ra càng thêm thẹn cho con, nhưng con muốn biết để ăn năn sửa mình. Đức Phật dạy: Được, con hãy lắng tai nghe. Điều thứ nhất, con phẫn nộ khi người ta vu cáo con. Này, hoàng tử cao quý ơi, con hãy nhớ lại một khi kia, tại triều đình của phụ vương con có người vu cáo con một chuyện để mưu đồ đoạt ngôi vị của con.
đó là một thử lòng đến cho con, đối phó cách nào cho xứng đáng là người đệ tử Phật. Mà rồi con không bình tĩnh, chờ đợi cái ánh sáng chân lý đến, chứng tỏ kẻ ngây người gian. Hoặc giả, con chịu ô nhục, chuốc lấy sự vu oan một cách nhẫn nại và từ tâm để trả lại cho rồi cái quả báo kiếp xưa mà con đã gây ra. Trái lại, con lại thối thoát, con nhất quyết minh oan cho bằng được và con còn phẫn nộ lôi đình nữa. Đó là sự sa ngã thứ nhất của con. Hoàng tử Dejeta xanh mặt đáp rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu con biết đó là nghiệp chướng tiền kiên thì ắt con đã vui lòng cam chịu sự nhục ấy rồi. Nhưng vì con còn vô minh, phải có bổn phận minh oan, trước cứu danh giá cho mình, sau cho hoàng tộc mình. Này hoàng tử, người thiện nhân ở đời bao giờ cũng có quyền phản kháng và minh oan cho mình khi bị vu cáo. Nhưng kẻ tu hành muốn bước chân vào đường đạo và muốn làm môn đồ nhà Phật thì phải làm thinh, cam chịu nỗi bất công xảy đến riêng mình. Bởi vì kẻ nào sống với tinh thần rồi thì những sự Phật bên ngoài như danh giá, giàu sang, thế lực không còn trọng đãi nữa. Chúng nó chỉ có giá trị tương đối với đời sống tạm mà thôi. Còn hãy tin chắc rằng trên đời này chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Ta sướng hay cực, ta được người thương hay bị người ghét, ta giàu sang hay hèn hạ đều do duyên lành hay quả xấu của ta đã gây ra nghiệp báo. Bởi vì thiên hạ chí công và không bao giờ hữu nhân mà vô quả đặng. Người học đạo nên đợi một cách lãnh đạm cái mão vinh hoa hay ô nhục và luôn luôn bình tĩnh, tâm không xáo động, chẳng khinh bên nào mà chẳng trọng bên nào. Khi con bước chân vào nền vương giả, tâm con cũng phải giữ mực quân bình như con đến vốn lều tranh vách đất. Con chớ vì ngoại cảnh mà khinh hay trọng. Hoàng tử Dejeta cúi đầu bái phục. Đức Phật dạy tiếp. Điều thứ hai, con sa ngã vì cái ích kỷ. Con ích kỷ trong tình thương. Con rất yêu mến một người bạn tên là Đa Sa, chẳng khác gì con. Tình thương ấy là do nhân duyên kiếp trước mà tạo thành. Rồi có một ngày kia, có một người làm mặt tên là Batika đến tại triều của phụ vương con, cậy Đa Sa làm một việc mà ý con không muốn. Và khi người xin kết nghĩa kim bằng với bạn con lại ghen tức. Đó là cơn giông tố đã xảy ra ở trong lòng con. Đáng lẽ con phải ôm lòng chịu lẻ loi và ráng nhổ tận gốc những cỏ xấu đang xâm chiếm lòng con. Đáng lẽ con phải thương Đa Sa chứ chẳng phải thương để chiếm lấy một mình. Nhưng con lại đâm ra uất ức buồn rầu, con tìm cách ngăn cản, không cho bạn con thân thiện với kẻ khác. Và từ đấy trong lòng con đã nhen nhúm lửa phiền ghen hận. Đó là điều con sa ngã lần thứ hai vậy. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con không muốn Batika kết bạn với Đa Sa vì con biết y lợi dụng bạn con, y vì tư lợi chứ chẳng phải tình thương. Con thầm nghĩ con có bổn phận bảo hộ bạn con khỏi lâm vào cạm bẫy đó thôi. Đức Phật trả lời, này, hoàng tử cao quý ơi, với tay phàm mắt thịt, với thất tình lục dục của con làm sao đoán người trúng đặng, làm sao con dám quả quyết rằng bà tì vì tư lợi. Con phải đề phòng sắc tướng bên ngoài, nó gạt gẫm ngũ quan con, làm cho con đó vô minh, càng thêm vô minh hơn nữa. Vả lại người học đạo, nên biết người mà không tìm thấy tật xấu của người, chỉ lưu ý đến tính nết mà thôi. Ví dầu con có đoán trúng đi nữa, thì cái tính tư lợi sẽ không vì thời gian mà để lại tính chân chính hay sao? Hoàng tử ơi, người thiện nhân ngoài xã hội có quyền bảo vệ tình yêu của họ để cho họ thưởng thức đến mãn đời. Chớ người đã xả thân cầu đạo và muốn làm đệ tử Phật, tiên phải dứt bỏ cả mọi điều cho chí tình yêu độc nhất cũng vậy. Và phải nhớ trong lòng mình những rễ nhuộm máu của sự ghen ghét và ích kỷ. Hơn nữa, người ấy phải ôm chân, không than vang, phiền muộn, sự phản bội và bất trung của người thân yêu nhất đời. Con ơi, chẳng phải người học đạo nên đặt chữ thương như nhiều người lầm tưởng, mà trái lại nên rộng lòng bác ái, yêu thương một cách vị tha, không mảy gì ích kỷ. Tình thương chân chính là nấc thang đưa con đến đài minh triết muôn đời. Hỡi hoàng tử, những của tiền phụ vương con, những sự vui sướng về nhục dục
không làm cho con ưa thích nữa. Vì lẽ con đã hưởng rồi, con đâm ra chán ngán, chứ chẳng phải công trạng gì mà con kể. Hoặc giả, con muốn dứt bỏ cảnh phú quý, để tôn mình hơn người, chứ có giá trị gì. Còn trước các công đức vĩ đại này mà duyên may đã đưa đến cho con lại thiếu can đảm, thiếu nghị lực để khoác lên chiếc áo hy sinh thật sự, một mảnh chiến bào bác ái, cứ cho ra mãi, không trông mong hồi đáp. Hoàng tử Desetha bèn bạch rằng, lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng thêm cho con nghe nữa. Xin Ngài hãy làm cho con thêm thẹn nhục, để con được thức tỉnh mà ăn năn những sự lầm lạc. Chiếc màn vô minh tợ đám mây đang phủ kín phần hồn con, làm cho con ở trong cảnh đêm tối hơn giữa đêm khuya. Đức Phật dạy tiếp, hỡi hoàng tử cao quý, điều con sa ngã thứ ba là vì con thiếu lòng nhân ái. Nang Đà là một vị thứ phi của con đã làm nên tội trạng. Vì tính lăng loàn, con không cảm xót sự ngây thơ khờ dại của nàng. Con đành nhẫn tâm mạt sát, rồi xô đuổi ra khỏi hoàng cung, vô cùng tủi nhục. Nàng van lơn khóc lóc, lạy lục xin tha thứ, nhưng con cũng đành nhắm mắt, trừng trị thẳng tay. Tại sao không mở rộng chút lòng nhân để khoan dung tội lỗi? Biết đâu chừng trước sự cao thượng của con, trước dạ từ bi bác ái của con sẽ cảm hóa đặng nàng và sẽ đem nàng lại con đường ngay chánh. Thái tử bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, con biết làm cách nào hơn bây giờ? Nàng Nang Đà đã dơ danh xú tiết, nếu con còn giữ nàng lại ngôi vị xưa, thì tự nhiên con bôi lọ danh giá của hoàng gia và của con nữa. Nếu con cứ điềm nhiên trước sự lố lăng ấy, có phải con làm bại hoại luân thường đạo lý của xứ con chăng? Đức Phật nói, hỡi hoàng tử Desetha, ta phải cần lặp lại với con nữa sao? Người thiện nhân ở đời có thể nghĩ đến quyền lợi mình và tự do thưởng phạt cùng phán đoán theo lý trí mình. Nhưng người đã bước chân vào đạo rồi thì không được xét xử ai, phải tìm hiểu để mà tha thứ, chứ chẳng phải để kết án. Con cứ tưởng con là riêng biệt với kẻ điên cuồng tội lỗi. Họ chính là con đó, mặc dù còn ở hạng thấp kém hơn con. Nhưng nếu con nghĩ rằng con không liên đới một người hoặc một vật khác, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với vật đó hoặc người đó cho tới chừng mà con cảm thấy sự duy nhất của vạn vật mới thôi. Con nên nhớ rằng, tội lỗi và nhục nhã của thế gian là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con vốn là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con vốn dệt chặt với nghiệp chung thân của nhân loại, và trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như mọi chỗ sạch. Cái áo dơ mà bây giờ con gớm có thể là cái áo của con hôm qua hoặc ngày mai. Và nếu con tỏ vẻ nhòm gớm thì khi đặt lên vai con, nó sẽ siết chặt lấy con hơn nữa. Vậy, người đạo đức thật sự bao giờ cũng để ý tìm những lý do để châm chế và tha thứ hơn là để vạch lỗi người. Cái tâm họ chứa chan nguồn bác ái, từ bi đối với nhân loại nhiều hơn là những hạt cát trên đồng sa mạc. Sự thanh bạch là gì? Chẳng qua là một cái đức đó thôi. Người tu hành không nên lấy sự thanh bạch làm nền đạo riêng của mình. Lắm khi sự thanh bạch trở ngại bước đường tinh thần của mình, nếu nó không đi đôi với tình bác ái từ bi và nó sẽ dẫn ta đến chỗ kiêu căng và tự phụ, đến chỗ lãnh đạm trước sự đau khổ của người đời. Như thế, sự thanh bạch chỉ là một cái bóng không hồn đó thôi. Này hoàng tử Desetha ơi, trong khi nhàn hạ, con có bao giờ nhìn lên chóp núi Hy Mã Lạp Sơn lúc mặt trời sắp lặn chăng? Con có thấy đỉnh núi đầy tuyết phủ sừng sững giữa bầu trời xanh biếc chăng? Núi thật oai nghiêm hùng vĩ, nhưng bốn mùa lạnh như đồng. Ôi, cái cảnh ấy quá tiêu sơ, lạnh lùng ảm đạm. Không ngày nào khi có ánh sáng chiều ấm áp vừa dịu dàng, chiếu ngày nào thì cái cảnh buồn tên, não nụ kia lại bỗng hóa ra linh động, rực rỡ và đẹp đẽ phi phàm. Tạo vật trở nên mỹ tú kỳ quan, làm cho tăng ngoạn mục và phơi phới tấm lòng. Sự thanh bạch mà thiếu lòng nhân ái thì có khác gì chót núi đầy tuyết phủ, lạnh lùng lãnh đạm, trông tẻ ngắt như xác không hồn.
Còn sự thanh bạch mà đi đôi với lòng nhân ái thì có khác gì suối thần, hãy chạy tới đâu là vạn vật hấn hở, vui mừng tới đó. Thái tử Dejeta đem hết tinh thần, nghe Phật giảng không sót một lời nào, trong lòng rất hổ thẹn, ăn năn, cứ quỳ gối mà bạch rằng: Lạy Đức Chí Tôn, con xin Ngài cho con cái đặc ân gặp Ngài một lần nữa, để con ráng sửa mình cho hợp với lý đạo. Bây giờ con đã biết cách làm thế nào cho Ngài vui lòng rồi. Đức Phật từ bi dịu dàng đáp: Ta bằng lòng. Đoạn Ngài nhìn Thái tử Dejeta với nụ cười tươi dịu, chứa chan tình thương. Cặp mắt hiền lành của Ngài bỗng chói lên như ngôi tinh đỗ, lóng lánh rạng ngời, sáng khắp cả rừng, làm cỏ hoa hấn hở, chim chóc líu lo giữa đêm khuya như buổi bình minh vậy. Trời đất tối đen như mực, xa xa đoàn quân hộ giá đốt đuốc dẫn đường, theo sau là hoàng tử Dejeta, lê chân chậm rãi, trong trí còn văng vẳng lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật từ bi. Ra khỏi rừng thì trời đã sáng, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng lên đường trở về nước Kamsapa. Làn sương mờ đục đêm hôm đã tan dần trong không khí nhẹ. Nơi phương đông, một dải mây hồng nhạt nằm ngang chân trời xanh, phút chốc lại lan rộng và đổi màu đỏ ra da cam, rồi bỗng vụt biến sau những tia sáng rực rỡ thành hình rẽ quạt. Phần ô đã mọc, cảnh vật trở nên trong sáng tưng bừng với những màu tươi thắm, phang động những tiếng chim nuông đón chào buổi bình minh ngoạn mục. Lúc bấy giờ, trong chốn rừng xanh tĩnh mịch dưới cội bồ đề, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên như pho tượng. Khi hoàng tử Dejeta hồi chào gặp lúc vua cha lâm bệnh nặng, Ngài lên cầm quyền thống trị, lấy sự công bằng và nhân ái làm căn bản. Trước nhất, Ngài ban tước lộc cho Dasa và Batika. Ngài truyền cất cho hai người hai cái cung điện đẹp đẽ khích nhau cho đôi bạn được ở gần. Ngài lại cho người tìm vị thứ phi Nam Đà rước về hoàng cung ở với Ngài. Khi tất cả triều đình và các vị cựu thần hay tin thái tử Dejeta phục chức nàng Nang Đà thì như bị sét đánh ngang tai, họ hết sức kinh ngạc. Họ mới suy tiếu dèm pha và khiển trách Ngài thậm tệ. Thái tử Dejeta còn giảm thuế cho dân và thả tội nhân. Ngài bãi bỏ những sự mê tín dị đoan. Tuy những sự cải cách sửa sang việc nước được công bình nhân ái, nhưng vì quá đột ngột nên hoàng tử không tránh khỏi lời dèm xỉm của triều đình và dân chúng. Họ nói Ngài quá lạm quyền, bỏ chế độ quốc gia, phá hoại phong tục nước nhà, khuyến khích sự loạn luân. Hoàng tử giả mắt ngơ, tai điếc, trầm tĩnh và yên lặng trước sự sỉ tiếu cũng như trước sự khen ngợi. Ngài thấy mình đang trải qua sự thử lòng để tiến tới, bằng phải động lại thì sẽ thất bại như mấy lần kia. Ngài nhớ rằng, nếu muốn đến chỗ toàn thắng đợi, trước nhất phải chịu lao khổ. Mỗi mũi gai đâm vào chân làm rớm máu là mỗi lần bước kề ngôi thiêng liêng. Người muốn đi xa trên con đường đạo thì phải làm chủ lòng mình và phải tìm trong thâm tâm cái gốc rễ của sự quấy, đặng diệt tận gốc nó đi. Sự quấy cũng sống và đâm chồi mọc rễ trong tâm của các bậc thượng nhân. Nếu ta không cương quyết thì làm sao thắng nó đặng? Nó là một thứ cây sống và cứ lớn mà kiếp này sang kiếp khác, và nó chỉ đơm bông khi nào con người đã thu thập nhiều sự kinh nghiệm của muôn kiếp luân hồi. Vả lại, trong kinh cổ điển đã có nói như vậy: gốc rễ của tật xấu mọc tận thâm tâm con người, nếu ta nhổ nó đi thì tâm ta phải rớm máu và đời sống của ta dường như tan rã. Nhưng đó là một cuộc thử lòng ta phải trải qua, nó có thể xảy ra ở nấc đầu hay cuối thang minh triết để đưa ta đến con đường sống thật. Ta phải tập trung tất cả lực lượng của tâm hồn vào đó mới đặng. Trong khi thái tử Dejeta thấy đặng cái chân lý vĩ đại này, thì có một phái bí mật lập ra để đánh đổ Ngài do em ruột Ngài chủ mưu. Họ hợp nhau để tìm mưu thần trước quỷ, lật Ngài đặng đem em Ngài lên thay thế. Họ phủ dụ quần chúng, hoàng tử Dejeta độc tài, nhưng sự cải cách của Ngài sẽ làm cho nước Kamsapa mắc phải vòng nước lửa bên đao và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Họ lại còn phao rằng, thái tử mê tín dị đoan nghe lời một vị ác tăng khét tiếng tại thành phố Kamsapa làm cho nước nhà rối loạn và đã bãi bỏ nhiều quốc luận lưu truyền từ cổ chí kim, cố ý để lập ra một cái tôn giáo phù thủy.
người ta cứ tuyên truyền như thế để gây ác cảm trong lòng dân chúng. Rồi một ngày kia, hoàng tử Dejeta nghe kẻ tâm phúc mách rằng có một nhóm người định thích khách ngài. Cái tin sát đánh ấy không làm cho ngài lo sợ và xao xuyến, vẫn an tĩnh như thường, trong lòng cứ tưởng niệm đến đấng từ bi. Nhưng tốt quân hầu trung tín của ngài sốt sắng hộ giá cho ngài ngày đêm không ngớt. Một ngày kia, hoàng tử Dejeta vừa bước chân ra khỏi hoàng cung thì có người cầm dao nhảy tới toàn thích khách ngài. Người ấy là Alaya, thuộc dòng Satriyas. Ngài hô lên, thị thần nhào tới bắt trói đặng thủ phạm. Hoàng tử Dejeta mới bảo dẫn tên sát nhân đến trước mặt ngài. Hoàng tử bình tĩnh hỏi rằng, này Alaya, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Bởi vì tôi thấy ngài là một mối hại cho đất nước. Ngài phá hoại luân thường đạo lý, ngài muốn hủy bỏ phong tục thiêng liêng của nước nhà và đem lại cho chúng tôi một cải cách nguy hiểm, có thể đưa xứ sở đến chỗ diệt vong. Tôi phải giết ngài để trừ hậu họa mai sau. Hoàng tử Dejeta nhìn cái sát nhân với cặp mắt chứa chan tình thương xét nghĩ. Alada phạm tội chỉ vì mê tín mà thôi. Đoạn ngài dây qua đám quân hộ giá mà nói rằng, Các khanh có nhận thấy kẻ sát nhân này còn chút điểm lương tâm không? Vậy các khanh hãy mở trói thả nó ra. Các quan chinh hửng nhưng không dám cãi lệnh. Rồi thái tử nói tiếp với một giọng oai nghiêm như vậy. Bây giờ đây các khanh hãy lui ra để một mình ta với người này nói chuyện mà thôi. Trước sự cương quyết ấy, đoàn hộ giá rất kinh ngạc nhưng bất đắc dĩ phải ríu ríu lui ra, không dám ngó ngoái lại. Cả thảy đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của hoàng tử không cùng. Alada ngạc nhiên và không hoảng sợ nữa. Y khoanh tay ưỡn ngực nhìn vào mặt thái tử như muốn khiêu khích. Không để ý đến cử chỉ khinh thị ấy, Dejeta bước lại gần nhẹ nhàng để tay lên vai y, lặng lặng nhìn y trân trối. Trong mắt ngài chứa biết bao là từ bi bác ái và sẵn sàng tha thứ các tội lỗi. Ngài càng nhìn càng thầm nghĩ. Người đời cũng vì sự tự kỷ mà gây ra lắm điều tội lỗi. Bậc chân tu hay để mắt tìm các nguyên nhân của sự tội lỗi để tha thứ, chứ không chịu tìm tội lỗi để mà trách phạt. Mọi việc xảy ra trước ta chẳng hung dữ, muốn tận sát người. Trời đất chí ư công bình, lưới trời tuy thưa mà mũi kim dễ lọt được nào. Tội nghiệp thay cho kẻ tàn ác vì vô minh mà kiếp sau phải chịu muôn vàng đau đớn. Rồi một tình thương không bờ bến chiếm cả tâm hồn của thái tử và lan cùng vạn vật một sự ước muốn được cứu độ chúng sanh, đến nỗi tâm tư ngài đã thoát ra ngoài bản thể. Thình lình thái tử Dejeta tiếp xúc được một cảm giác mới lạ và phi thường, dường như Đức Phật mà ngài đã tôn sùng là đấng tôn sư trong âm thầm đã ban ân bố hóa. Ngài được minh tâm kiến tánh, biết rõ điều quá khứ vị lai. Nhãn quang bật tỏ chốc thời, ngài thấy được kiếp trước của Alada vốn là một tướng sĩ hung tàn bạo ngược, tạo ra biết bao nghiệp quả nặng nề. Rồi ngày nay cũng vì sự vô minh mà nó phải lầm lạc như thế này. Nếu ta lấy oán mà báo oán thì biết bao giờ oán nọ mới tiêu. Ta phải lấy ân mà đáp oán thì oán mới dứt. Ôi tội nghiệp thay cho Alada. Chớp mắt, hoàng tử Dejeta không còn thấy Alada nữa. Ngài thấy hiện ra chỗ Alada đứng, một cõi hồng trần với vô số sanh linh đang mê man lăn lóc trong cảnh lầm than đau khổ. Chúng sanh vì vô minh mà mắc vào bánh xe luân hồi, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao nhiêu lần khổ não đau đớn. Khi vào cát ra đài, lúc lên xe xuống ngựa, khi làm kẻ cùng đinh tàn tật mà mỗi kiếp luân hồi đều đem lại sự đau khổ. Nhưng con người luôn luôn muốn đầu thai, chịu sự đau đớn, mà sự đau khổ là cái kết quả của sự ham muốn vậy. Thằng ôi, đời là bể loạn, nghĩ đến thân phù thế mà đâu có khác gì bọt trong bể khổ. Tội nghiệp thay cho nhân loại đang oằn oại dưới màn vô minh, mãi đắm chìm theo mùi trụy lạc, chứ nào dè phú quý tợ môn tiền tuyết, công danh như thảo thượng sương. Hỡi thế giới đau khổ, hỡi nhân loại đang dãy dụa trong lưới đau thương của cuộc đời, ta đã thấy và đã nghe hơi thở hấp hối của trần gian. Ôi, đời vẫn là thế, sao chính ta đây cũng đã say đắm
với những khoái lạc huyền hoặc của cuộc đời. Người hiểu rõ cơ trời thì cho cõi trần chẳng khác giấc mộng huỳnh lương, nên không tranh giành cấu xé vì bả vinh quang phú quý. Phải chi mọi người đều biết thương yêu lẫn nhau như tình huynh đệ thì đâu có sự thống khổ này. Nếu biết chắc chúng sanh vốn một gốc mà ra và huynh đệ với nhau thì đâu có cảnh nội gia xáo thịt. Suy nghĩ đến đây, Thái tử Dejeta cảm thấy trong lòng tràn ngập một mối yêu thương tha thiết. Ngài muốn giang tay siết chặt loài người vào lòng đang thổn thức của ngài, mong đem tánh mạng và tinh thần với một tình thương vô tận mà ấp ủ vuốt ve những kẻ tội lỗi rầu đau. Ngài muốn hy sinh cái gì cao quý của lòng mình để đưa người trần tục lên một nấc thang tiến hóa. Đến đây, Thái tử Dejeta bỗng trở lại thực tế, dường như sực tỉnh sau một giấc mộng phi thường, rồi nhìn lại thấy Alaya gục đầu kinh khủng. Ngài bèn nói với một cách tha thiết rằng: "Anh ơi, tôi không biết gì hơn là anh và tôi vốn thật là anh em với nhau, cùng chung một đấng cha lành. Tôi thương anh lắm, vậy anh hãy ngã vào lòng tôi, cũng như muốn chia sự vinh quang của tôi, cũng như tôi muốn chia điều đê nhục của anh." Từ đằng xa, quân hầu đợi đã lâu, ánh thái dương rọi xuống rừng sâu, vạn vật tưng bừng, cây cỏ tươi xanh, muôn hoa đua nở, hương sắc thanh kỳ, phô vẻ ngàn hồng muôn tía như mỉm cười duyên dáng trước ngọn gió mai. Xa xa, mấy cốc thùy dương dịu dàng nghiêng mình soi bóng bên dòng suối nhỏ trong veo. Dưới cội bồ đề hùng vĩ, Đức Phật đang ngồi kiết già thiền định, ngài đang đợi Thái tử từ đêm hôm, bởi vì ngài đinh ninh Thái tử không bao giờ thất hẹn. Cảnh Phật lúc bấy giờ như đang đón một niềm hạnh phúc thiêng liêng gì. Đóa hoa hàm tiếu trong kẹt đá bỗng ngẩng lên và khoe nhụy. Những con sóc vàng mắt sáng đang uống mình dưới ánh thái dương bỗng nhảy nhót lên như mừng rỡ, đợi chờ. Gió hôm nay lại rào rạt, ngạt ngào thổi hương rừng từ cõi xa xăm đưa lại. Trên cành hoa sứ trắng tinh, bầy chim non ríu rít mà Đức Phật thường nói là bầy con dại đang uốn lưỡi tung ra tràng nhạc thiêng liêng nghe thánh thót. Xa trong những giọt sương nặng trĩu trên cành tơi liễu buông mình xanh mướt lóng lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng như những hạt kim cương vô giá. Bởi vì trong cảnh tĩnh mịch của núi rừng, sự hoang khởi của tạo vật tức là hoang khởi của tinh sương trong sạch. Bỗng đâu có tiếng động từ xa đưa lại và Đức Thế Tôn bèn mỉm cười mở mắt. Thái tử Dejeta đã đứng trước mặt ngài. Không một tên quân hầu, không ăn mặc xung xuê, chỉ khoác trên mình một manh áo vàng của người hành khất với dáng điệu mệt nhọc vì đã trải qua bao dặm xuyên sơn. Thái tử bèn quỳ mọp xuống chân Đức Từ Bi, vô cùng cảm động, chẳng thốt một lời nào. Đức Thế Tôn xòe bàn tay mặt đưa lên khỏi đầu Thái tử để ban ân huệ, rồi nói với một giọng hết sức dịu dàng: "Đệ tử Dejeta con ơi, ta vui mừng và hoan nghênh con vậy." Rồi từ đấy, trên con đường giải thoát rộng lớn thanh thang của Đức Từ Bi, bên cạnh ngài, hình bóng Dejeta sớm hôm luyện đạo để một ngày kia thay mặt cho tôn sư mà phổ độ thế gian. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ác báo của vu khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên, anh chạy đến xin lỗi tôi. Vì 2 năm trước, đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học,
không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu chết rất thảm. Riêng bác Thơm, do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. Hai con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã mười mấy năm, bây giờ dẫn các con trở về đến giao cho anh cả một tờ di chúc là bút tích của vợ bác hai. Trong đó có hai hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng đặt chuyện sằng bậy hủy danh tiếc người, ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong liền té quỵ xuống và bật khóc to, sau đó hướng về em trai dập đầu xin lỗi. Hai anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai vốn ưu tú giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai giữa phu thê cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng, bà cắt máu tai viết di thư rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn hai con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không quay trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị của vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người. Lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận, cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi, liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới nhầm vợ không hiền, độc mồm độc miệng xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên, thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư chứng nghiệm dạy, hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp, xin hãy xem chuyện vợ bác cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiện tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật Pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp tà dâm. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội mình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy đều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thất đức là giành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm,
Khi ấy ông Cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông Cố tuổi đã cao, gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vãi ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ Cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chơi nghịch. Hễ thấy cụ Cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại. Mặc cho cụ Cố ở bên ngoài rên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đợi cụ Cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy mà ông Cố bị bà ngoại chửi rủa thậm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng tôi cứ diễn mãi trò này làm ông Cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cụ Cố hôn mê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi và bảo: "Hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra." Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thất đức. Rồi cụ Cố qua đời, có lần cột báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin bà đừng có đánh tôi. Lúc đó dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kín mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do nhân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cụ Cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ tôi chỉ biết gánh lấy, nếm mùi vị đó cho thấm thía, chỉ riêng mình biết mà thôi. Cho nên xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần chớ nên làm việc xấu, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ưa đi bắt chuồn chuồn, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui. Trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men, tôi thường lấy nước sôi hòa với thuốc tạo thành thuốc nước, sau đó dùng kim tiêm bơm nước thuốc này vào trong bồn dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dẫy đầy. Sau đó tôi còn đi phá tổ khiến, bắt dế, tôi chế nước cho gặp hang, sau đó đắp bùn làm thành để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục, vì nuôi con nào chết con đó nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người. Tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặt quả. Vì vậy mà mấy năm trước tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh thì tai sưng phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được, cả tay chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách, nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp, nhưng chẳng hiệu quả chi, ngược lại bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi mới hiểu ra tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. Chính giờ học Phật, lễ Phật mà gần 2 năm nay chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ tai của tôi vẫn còn nứt nẻ,
nhưng thuyên giảm nhiều. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay, mỗi khi gặp thực bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng, tôi muốn cảnh báo mọi người, ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật Pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy, nên thường bị khởi dục, và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục, thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nuốt là tôi khởi dục ngay, và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hễ dâm niệm dục vọng tới thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thói xấu này thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay tự thỏa dục nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục, sức khỏe cũng kém. Vì tinh lao lực tổn cộng thêm lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng, tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn rồi lại thấy có tội, còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước, tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Nhờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối, sau đó được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong, tôi lại quỳ tiếp, xin Ngài gia hộ cho con chữa trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và quỳ như thế liên tục, kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan, thực sự tiêu mất hết. Hồi mới tập tu, một tuần tôi khởi niệm dâm 2-3 lần, sau đó suốt 2-3 tuần đều không khởi. Bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. Việc này phải cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Không có Ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm mê vô phương tự cứu. Khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo Pháp, tôi không dám bàn huyền, nói dịu dịu. Chỉ thấy là kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và kham được. Tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa. Chư vị đồng tu, đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua, những lỗi tôi từng phạm, thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người. Hôm nay tôi thu hết can đảm giải bày ra hết, vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc. Nếu tôi không được biết đến Phật Pháp, thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng, rất là thê thảm. Nhưng giờ tôi được nghe Phật Pháp, biết ăn năn, sám hối, sửa lỗi, tu tỉnh, thệ nguyện đổi mới bản thân, nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Phật Pháp đem đến hạnh phúc cho con người. Tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra, chân thành chia sẻ, hy vọng mọi người cảnh giác, xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm, vì đó là tử lộ. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn, chịu khó đọc hết bài văn lườm thượng này của tôi. Nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện, quá tàn nhẫn, đáng khinh, thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều, bởi tôi xứng đáng vì như thế.
tôi không trách quý vị, mà còn phải cảm tạ nữa. Nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác, giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai, thì không còn gì quý bằng. Cầu chúc quý vị phẩm hạnh sạch trong, giới luật nghiêm trì, thân khẩu ý hằng thanh tịnh, tâm luôn hạnh phúc. Người sám hối, kính bút ngày 8 tháng 10 năm 2012, lúc 11 giờ 52 phút. Tình chấp, uyên ương. Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Nhưng 7 năm trước đã xảy ra một việc lạ lùng làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc vẫn còn mơ màng ngái ngủ thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình. Thế là tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu nhem nhuốc. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình lại có đủ dũng khí để mà vung tay tát mạnh vào mặt nữ quỷ. Tôi đánh đến nỗi nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau đó thì đến phiên tôi, nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đồng bị trúng tà. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy làm phép trục quỷ, nhưng chẳng ăn nhầm gì, hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật, khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng, cần lưu y, chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Thế là chúng tôi đến với Phật giáo. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ Địa Tạng rồi, thì một đêm nọ tôi nằm mơ, thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe. Té ra mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi. Do kiếp đó cô đã theo cổ tự vẫn chết nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thật, tôi tuy có cảm thông nhưng lòng rất uất phiền, bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh, di tinh. Té ra là tại con quỷ cái này, đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi. Tôi nhất quyết không nhượng bộ, biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng. Hễ gần đến giờ đó là bắt đầu gõ chuông niệm Phật sùm lên. Do thường kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy vào nửa đêm để niệm Phật hộ vệ chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy ngót 2 năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu, mà là do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ kiểu này mãi thì xem ra tôi chịu hết thấu rồi. Do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm nên bệnh tim của tôi càng kéo dài, khó có thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ chồng tôi đồng quyết định vào tháng 4 này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trước. Lần này ả đã nhập thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. Thú thực là mấy năm nay cùng với ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá đuối mệt lẫn thương tâm, nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ thôi thì cam nhận một đao của ả để kết thúc hết mọi ân oán, chỉ mong ngay đây
được vãng sinh cực lạc, rũ bỏ hết mọi nỗi sầu đau. Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ, con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời mình qua đôi tay của chồng tôi, thì bỗng nghe keng một tiếng, hóa ra nữ quỷ đã ném đao xuống đất và rầu rĩ nói: "Giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục, thiệt là khổ phiền quá đi." Bây giờ đến lượt tôi phát khùng, tôi túm lấy xác thân của chồng tôi đang còn hồn nữ quỷ gá vào bên trong, đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong. Bị buồn phiền hành tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đó. Kết quả sau đó, đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu. Nó khóc kể rùm beng bên tôi, than rằng: "Trong chùa có tượng hộ pháp canh giữ, tôi không cách chi vào được." Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức tôi chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng tôi đành đăng đỉ thỉnh cầu sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập bàn siêu độ cho nữ quỷ giùm. Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về cực lạc. Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thù thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới quy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được ngút mắt cho cả ba, hai người, một quỷ. Chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau: Đôi chim uyên ương. Nhiều kiếp rất lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngủ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một thằng bé hay tới hồ và phát hiện ra đôi chim này, nó thường đem thức ăn đến cho chúng. Trải qua một thời gian dài, ngày nọ khi tới hồ chơi, thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn buồn rầu, chẳng thấy con mái đâu. Thế là nó tìm khắp nơi và phát hiện trên không trung có một con chim ưng hung ác đang quắp lấy con chim mái bay xa. Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống, nhưng con chim trống vẫn cúi rũ không thèm động đậy. Hôm sau thằng bé ra thăm chim trống, nó vẫn nhịn đói không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau thì chim trống chết đi, thằng bé rất buồn, đành mang con chim trống đi chôn. Từ đó nó không ra hồ chơi nữa. Uyên ương đầu thai. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm, đôi uyên ương luân hồi vần xoay cuối cùng cũng được tương ngộ, chúng đồng sinh vào cõi người. Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ, và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình khăng khít. Ngày đó người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội, thế nỗi cô dâu nhất thời chỉ quẩn treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng, nên nữ quỷ này một bậc đi tìm Đức Lang Quân trong gốc ngàn thống khổ. Qua từng lần luân hồi lục đạo, mãi cho đến mấy trăm năm sau là đời hiện tại đây, người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là thằng bé thuở xưa từng cho đôi uyên ương ăn, kiếp này đã mang thân nữ. Do nhân duyên chín mùi, tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa kết thành chồng vợ, còn nữ quỷ đang quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái. Suốt mấy năm trời cả ba chúng tôi cùng quần thảo, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Té ra đây là một trường nhân duyên hội hợp tạo thành bi hài kịch. Dưới Phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lường, tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được mấy điều hay,
xin được ghi để đồng chia sẻ cùng với mọi người. 1. Ăn chay được nhiều lợi ích. Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Thứ nhất, bệnh nặng dễ chữa. Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến mức không còn lực miễn dịch. Nhờ trường trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường. Bác sĩ khen, quá là kỳ tích. Việc thứ hai, phúc báo tăng thêm. Từ khi tôi ăn chay rồi, một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã. Bởi người ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vướng bệnh, chỉ cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rất rẻ, hàng ngày vợ chồng của chúng tôi ăn không hết 10 đồng. 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 Ở Quảng Đông có một cô gái, cha mẹ sớm đã quy y thờ Phật, nhưng bản thân cô thì không tin. Lần nọ khi tôi và các bạn đến đó luận đạo, cô ở cạnh bên chăm chú lắng nghe và hiểu rõ đạo lý, lập tức nhận ra mình đã tạo nhiều tội, liền xin tâm sám hối. Cô nhắm mắt nghẹn ngào, lời ăn năn rơi đầm đìa. Trong phút chốc, mặt cô bỗng đổi sắc, tươi hồng như hoa đào, cười vui rạng rỡ. Liên tục suốt 10 phút, cô vẫn còn ở trong tư thế nhắm mắt trầm tư, giống như đang nhập định vậy. Khi đó tôi biết cha mẹ cô và đại chúng do không hiểu nên đang khởi niềm lo lắng. Vì vậy tôi bèn tiến đến gần, búng vào vành tai cô 3 cái, nhưng vẫn chưa thể lay cô xuất định. Tôi phải vỗ nhẹ lưng cô 3 cái mới thỉnh cô xuất định được. Khi cô mở mắt ra thì liền bày tỏ ý muốn, muốn làm lễ bái sư. Tôi nói, vừa rồi giúp cô chính là ngày tuyên hóa, vì vậy cô nên bái ngài làm sư. Hằng ngày thấy thời gian nào tiện thì cô lễ bái trước hình ngài tuyên hóa, lại bao nhiêu là do cô tự định, hễ lại đủ 1 vàng thì trở thành đệ tử ngài. Pháp danh cô là Quả Thinh. Sư phụ hy vọng tương lai cô sẽ hoằng pháp lợi sinh, tỏa hương bát nhã, trí tuệ, lưu truyền lâu dài. Cô rất cảm động, nói với mọi người. Vừa rồi, trong lúc tôi hối hận, mắt tuôn tràn lệ, thì bỗng thấy Phật hiện ngay trước mắt, dung nhan tôn nghiêm không thể tả, làm tôi chấn động cả thân tâm, đồng thời phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Cô kể lúc đó, không muốn xa lìa hay ra khỏi niềm kinh an này. Cô không ngờ con người ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Cô đã thực sự tin Phật Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, cô dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, bước vào con đường học Phật, trì giới nghiêm cẩn. Mấy ngày sau, cô gọi điện cho tôi kể rằng, tối đó lúc cô ngồi thiền, bỗng khởi thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ và các cậu mình đều mắc bệnh gan. Lập tức cô nhìn thấy cảnh, các cậu mình hồi trẻ đang giết một con chó to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có 4 chân trắng. Tiếp theo, cô lại thấy cảnh cả nhà nấu thịt con chó ăn. Lúc đó, hình dáng mẹ cô trông chỉ độ 10 mấy tuổi. Sáng ra, cô hỏi thăm mẹ thì quả đúng như vậy. Mẹ cô kể hồi nhỏ, bà thường chơi đùa cùng con chó này. Khi nó bị giết, bà đã khóc hết mấy ngày. Nhưng khi thịt nó thì bà vẫn ăn. Cô bảo mẹ phải vì con chó đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho nó thì bệnh gan mới lành. Tôi thật mừng cho Quả Thinh, cô vừa bắt đầu tu học đã có thể dùng Phật Pháp làm lợi ích cho người. Tôi kể câu chuyện này ra chia sẻ, mong độc giả sinh khởi lòng tin, phát tâm quy y Tam Bảo, chịu khó nghe kinh hiểu lý, tịnh tâm tu hành để được lợi ích mỹ mãn. Sám văn. Tại phía đông nam thành Dương Xá có một hầm xí to, bao nhiêu phân giải ô uế
đều xả vào hố ấy. Xong mùi thối đến có thể lại gần. Còn có một con giòi to lớn trong hầm, thân dài mấy trượng. Hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật. Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ xem. Phật kể, sau khi Phật duy về nhập niết bàn rồi thì có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đãi, không tiếc món gì. Sau đó có 500 người buông ngọc ghé vào chùa, thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn nên rất ngưỡng mộ, đồng nghĩ đây là cơ hội tạo phước điền khó gặp, chúng ta nên cúng dường. Thế là mỗi người cúng một viên ngọc, tổng cộng được 500 viên, đem gửi chủ chùa nhờ chuyển giùm. Chủ chùa liền sinh tâm tham, muốn đoạt lấy lập của riêng, không chịu giao phát. Khi các thầy tỳ kheo hỏi, ngọc châu của lấy buôn cúng cho chúng tôi, xin ông giao ra. Chủ chùa bèn đáp, ngọc ấy là họ cúng ta, nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phận giờ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các người không cúng xéo cho lẹ thì ta sẽ chặt tay chân các người quăng vào hầm phẫn. Chư tăng nghĩ tội nghiệp ông này ngu si nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy mà đời nay chủ chùa kia phải đọa làm con dòi khổng lồ sống trong hầm phân này, sao còn phải vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Giải thích, thiện hay ác đều có quả báo, ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo, huống chi trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai, nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại trổ ngay trên thân mình. Sẵn đây tôi xin kể một câu chuyện. Bệnh này do đâu? Có một nữ sĩ tại đạo tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu. Quả Lâm hỏi, cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật, có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém, cần phải ăn nhiều mắt loài vật. Quả Lâm lại hỏi, lúc cô tức giận gây cãi cùng chồng, có phải từng hay nói tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loài người như anh? Cô nghe vậy cười nước mắt bảo, lúc đó thầy tôi giận quá nên mới nói như thế, chứ chẳng phải là thật lòng. Chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà, hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý xúc phạm, gây tổn thương người. Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi, có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như em thật không đúng, xin anh tha thứ? Cô gật đầu. Quả Lâm nói, nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế, và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi, vậy mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng. Chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói, nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo, đây chỉ là phương tiện, Phật tạm hóa độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần giết trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh. Cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại, cần phải dứt tuyệt đồ mặn, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn đau đớn thống khổ thế nào thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật, tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui. Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi, thì tự nhiên thì lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thì lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình.
Cho nên chúng ta thờ Phật không những miệng thường niệm Phật mà cần phải chú trọng đến tâm ý, nghĩa là trong tâm lúc nào cũng phải có Phật. Vậy mới là quản tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra, vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm. Mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ, mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chịu tu lục độ vạn hạnh là tầng khai ngộ thứ ba. Cho tới chiến sơ quả, nhị quả, tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng khai ngộ. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì,